chương 1400, chảm chân, mộng cảnh ngừng, mọi người đồng thời tỉnh lại, có mấy người còn mờ mịt, nhưng như Bắc Hoàng, Thạch Hoàng thì hai mắt lóe sáng, bọn họ giống như lăng hàn, phát hiện bí pháp đáng sợ kia của Đinh Diệu Long. Tiếp tục tiến lên, chiến xa tiếp tục tiến lên, mộng cảnh cũng không ngừng kéo tới. Đây là con đường trưởng thành của Đinh Tử chân nhưng chỉ lạc ấn ở tỉ thí cuối năm, đây là ký ức sâu sắc nhất, thê thảm nhất của hắn. Đinh Diệu Long vẫn trói mắt như cũ, rất nhanh thì bước vào nhật nguyệt cảnh, ở gia tộc tỷ thí xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Đinh Tử Trân thì vẫn lót đáy như cũ, mỗi lần đều bị tộc nhân chê cười, không hề khởi sắc. Một năm rồi lại một năm, khi Đinh Diệu Long 16 tuổi, hắn không tham gia gia tộc tỷ thí nữa, bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh, Đinh gia có quy định, tinh thần cảnh liền không cần tham gia tỷ thí như vậy. Nhưng hắn vẫn trói mắt như cũ, được rất nhiều cô nương trẻ tuổi trong tộc yêu thích, trong đó có cô nương mà Đinh Tử Trân thầm mến. Đinh Diệu Long rất phong lưu, đối với mỹ nữ trong tộc ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh làm lớn bụng của rất nhiều người. Nhưng hắn không có dự định thành hôn với người nào, bởi vì hắn là minh tinh của đinh gia, tất nhiên phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Còn những nữ nhân trong tộc vui đùa một chút mà thôi. Cô nương đinh tử chân yêu thích kia cũng lớn bụng, sau khi gặp phải từ chối, nàng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Điều này làm cho đinh tử chân phẫn nộ, đi tìm đinh diệu long liều mạng nhưng ngay cả mặt của đối phương cũng không nhìn thấy liền bị thị vệ của đối phương đánh cho xương mặt xương mũi suýt chút nữa mất mạng điều này làm cho hắn nằm trên giường ròng rã nửa năm mới khôi phục mà sau khi thương thế lành đinh tử chân rời khỏi gia tộc bắt đầu chu du tứ hải bởi vì hắn biết chờ ở trong gia tộc hắn vĩnh viễn không thể vượt qua đối phương mấy ngàn năm mấy vạn năm qua đi đinh tử chân vẫn là một phế vật tu vi chỉ từ tiểu cực vị tiền kỳ tăng lên tới trung kỳ mà hắn dần dần đi vào trung niên Tiểu cực vị cũng chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng vào lúc này, khí số của đinh tử chân rốt cục được chuyển vận, hắn theo một đám người tiến vào di tích cổ thám hiểm, một đường nguy cơ trùng trùng, chết chỉ còn dư lại một mình hắn, hắn rốt cục được một viên thần đan. Hắn dùng thần đan, không chỉ thu được tuổi thọ, còn tăng lên thể phách, thiên phú, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc đinh tử chân còn ở trong bụng mẹ liền bị vết thương cực nặng, bởi vậy sinh ra chỉ là linh hải cảnh, không giống tộc nhân khác, sinh ra chính là phá hư cảnh đây là sinh ra đã kém cỏi, hầu như đứt đoạn mất con đường tu luyện, ngay cả bước vào thần cảnh cũng dựa vào một vị đại nhân vật của bổn gia ra tay mạnh mẽ tăng lên. Nhưng ăn vào thần đan kia, hắn bổ túc tiên thiên thiếu hụt, bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Cố gắng trước đó, hóa thành tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ngăn ngắn 10 năm, hắn liền từ tiểu cực vị trung kỳ tiêu thăng đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Bước chân của hắn cũng không có vì vậy mà chậm lại, trăm năm đi qua, đinh tử chân thẳng tiến tinh thần cảnh, qua ngàn năm, hắn trở thành cường giả hằng hà cảnh. Đến nơi này, tính cả mấy vạn năm trước, Đinh Tử chân vẫn có thể xưng một tiếng thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài đỉnh cấp. Năm vạn năm mà thôi, thành hằng hà cảnh, nhưng cái này không phải khuếch đại nhất, lại mười ngàn năm đi qua, hắn trở thành thánh nhân. Hí, đám người thạch hoàng lần thứ hai từ trong giấc mộng tỉnh lại, mỗi người mang theo vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Ở trong giấc mộng, Đinh Tử chân rất sớm đã rời khỏi gia tộc, bởi vậy sau đó thiên tài siêu cấp Đinh Diệu Long lại đạt đến cảnh giới gì, bọn họ không rõ ràng, nhưng mà 60.000 năm liền trở thành thánh nhân, chuyện này. Quả thực có một không hai, cha ta chính là thiên vân thạch đắc đạo biến thành, được thiên địa xúc tích gần trăm ước năm mới sinh ra linh trí, mà sau đó, hắn cũng dùng 200 triệu năm mới bước vào sáng thế cảnh. Thạch Hoàng nghiêm nghị nói, thầy ta, dùng 300 triệu năm, bác Hoàng cũng nói, so sánh như thế liền cực kỳ rõ ràng, đinh tử chân quả thực chính là quái vật lẽ nào tinh vực của chúng ta đã từng ra một vị thánh nhân, sau đó chôn thây ở đây? Hoặc là, hắn ở đây bày xuống thủ đoạn gì, mới sẽ có Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Quốc tồn tại? Mang theo nghi hoặc, mang theo chờ mong, bọn họ tiếp tục tiến lên, lại vào mộng cảnh. Sau khi Đinh Tử chân đạt đến Thánh Vương, trở về Đinh Gia, lần thứ hai khiêu chiến Đinh Diệu Long. Lần này, hắn không còn là thị vệ của Đinh Diệu Long có thể ngăn trở, cuối cùng giao thủ với đối phương. Hai người đại chiến, các hiển thần thông nhưng tuế nguyệt bí pháp của đinh diệu long vừa ra đinh tử chân nhất thời không địch lại dù cho hắn cũng nắm giữ pháp thuật đáng sợ như vậy thậm chí bản thân bị năm tháng ăn mòn ít đi ức năm tuổi thọ đinh tử chân dĩ nhiên mạnh mẽ nhưng đinh diệu long mới thật sự là vương giả có điều tuy đinh tử chân thảm bại nhưng cũng được gia tộc coi trọng được trọng điểm bồi dưỡng cũng vì hắn đặt trước một mối hôn sự gia tộc nhà gái vô cùng mạnh mẽ có thể cùng đinh ra đặt ngang hàng mà vị hôn thê của hắn cũng là thiên tài hai nhà ước định chờ đinh tử chân tiến thêm một bước nữa liền để bọn họ thành hôn tiến thêm một bước nữa tất cả mọi người tỉnh lại hai mặt nhìn nhau cũng chấn kinh đến nói không ra lời đinh tử chân đã là thánh vương a làm sao tiến thêm một bước nữa nhưng lang hàn hoàn toàn khẳng định đinh gia chính là thế lực ở tiên vực tự nhiên sẽ xuất hiện cường giả trên sáng thế cảnh mà sinh ra chính là phá hư mấy năm liền bước vào thần cấp điều này cũng trở nên có thể tiếp nhận rồi dù sao hổ nữ càng thêm kinh người năm năm liền thành thánh mọi người tiếp tục đánh xe bọn họ muốn biết đinh tử chân có vượt qua hay không mà sau thánh nhân đó là cảnh giới gì lần này dù cho thiên tài như đinh tử chân cũng chậm chạp không có đột phá thiên tư của đinh diệu long càng cao hơn cũng đồng dạng rơi vào vắng lặng hai người này hiện tại được xưng là đinh gia song long bọn họ đại biểu tương lai của đinh gia qua mười mấy ước năm đinh diệu long trước tiên đột phá lại qua ba mươi triệu năm Đinh Tử Trân cũng bước vào một thiên địa mới. Chảm Trần Cảnh, đây là người Đinh Gia ở trong mộng hoan hô, ngăn ngắn 30 triệu năm mà thôi, Đinh Gia liền ra hai vị chảm Trần lão tổ, để thực lực của Đinh Gia tăng lên cực lớn. chương 1401, chấp niệm, chỉ vì cứu con gái. Chảm Trần phân bốn cảnh giới nhỏ, tương tự là tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị cùng đại viên mãn, có người nói phải chém đoạn Trần niệm, tổng cộng chém bốn lần, sau khi chém hết Trần niệm, mới có thể sinh dưỡng tiên khí, đồng thọ cùng trời đất. Lần này Đinh Tử chân là bế tử quan, cuối cùng đến chạm trần, hắn xuất quan du lịch thiên hạ, đây là lần độc thân du lịch cuối cùng trước khi thành hôn, sau đó, hắn phải tỏa trấn gia tộc, gánh vác trọng trách của lão tổ. Nhưng ở thời điểm hắn du lịch, bất ngờ gặp phải một cô gái, hai người vừa gặp đã thương, nhưng vị hôn thê của Đinh Tử chân xưa nay lấy bá đạo xương danh, Đinh Tử chân không dám mang nữ tử này về Đinh ra, mà chỉ ở lén cùng nhau. Một lần ở lại, chính là hơn ba vạn năm, Đinh Tử chân cuối cùng không về Đinh ra nữa, mà lựa chọn ẩn tính giấu tên, cùng nữ nhân yêu mến vào trong núi rừng, hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Lại hơn 4 vạn năm sau, thê tử của hắn sinh một đứa con gái, gọi là Đinh Linh. Nhưng vào lúc này, vị hôn thê của hắn rốt cuộc tìm được hắn, phát hiện hắn ruồng bỏ hôn ước, cùng một người phụ nữ khác kết hôn sinh con, tất nhiên là giận tím mặt, thừa dịp Đinh Tử chân ra ngoài, tự tay giết chết thê tử cùng con gái của hắn. Mọi người lần thứ hai tỉnh lại, mỗi người lệ rơi đầy mặt, đây không phải tâm tình của bọn họ mà là bị đinh tử chân ảnh hưởng không tự chủ được đau đớn thật giống như tâm muốn xé rách đây là oán niệm không tiêu tan của đinh tử chân sao trên thánh nhân chạm trần vào tiên để lại oán niệm ngàn tỷ năm hiện tại từng cái tái hiện thánh nhân không phải mạnh nhất ngoại trừ lăng hàn tất cả mọi người run rẩy cái này hoàn toàn phá hủy quan niệm cố hữu của bọn họ để bọn họ không thể nào tiếp thu được thánh nhân chính là mạnh nhất dưới vùng trời này có thể chiến thắng thánh nhân chỉ có thánh nhân, đây là giả sao, chỉ là đinh tử chân này lập ra. Ngay cả Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng không thể kết luận, dù sao một khi tiếp thu quan điểm này, vậy toàn bộ trật tự võ đạo đều phải đúc lại. Chỉ có Lăng Hàn ở trong lòng kiên quyết, bởi vì hắn sớm biết trên thần giới có tiên vực, thuộc về giới này, rồi lại cao hơn một giới này. Chờ chút, thần giới có tiên vực, vậy minh giới sẽ có ma vực gì hay không? Không đúng không đúng, muốn đi vào tiên vực, cần dung hợp quy tắc của hai giới, cũng chính là vừa là thánh nhân vừa là ma chủ, đã như vậy, địa phương đánh ra hẳn giống nhau. Bất kể là đại năng minh giới hay thần giới, cuối cùng đều sẽ tiến vào tiên vực. Tiên khí đồng thời có thần, minh quy tắc, trong đầu lăng hàn lóe lên linh quang, thật giống như phát hiện một điều mối trọng điểm nào đó, rồi lại làm sao cũng không bắt được, để hắn có loại cảm giác cực kỳ buồn bực. Sau đó thì sao, tất cả mọi người muốn biết càng nhiều chuyện hơn, tiếp tục khởi động chiến xa, lần thứ hai tiến vào mộng cảnh. Quả nhiên, chiến xa chỉ đi tới một đoạn, mộng cảnh trở lại. Đinh tử chân trở về, nhìn thấy thê tử con gái đều chết, tự nhiên đau lớn, trời hàng mưa máu, toàn bộ tinh vực ảm đạm không ánh sáng, thái dương bị mưa máu dập tắt, toàn bộ tinh vực biến thành tử tinh. Đây là lực lượng trên thánh nhân sao, căn bản không có nhầm vào, chỉ khóc lớn một hồi, liền để một tinh vực hóa thành bãi tha ma. Đinh tử chân trở lại cố hương, giết vào gia tộc của vị hôn thê, tự tay chém chết đối phương, cũng ở trong nhà của đối phương đạt được một bảo vật, mang về phần mộ của thê tử con gái. Nhưng hắn cũng bị hai đại gia tộc truy sát, đinh ra vì cùng gia tộc kia chữa trị quan hệ, liền phái gia đinh diệu long cùng một chỗ truy kích, trong huyết chiến, đinh tử chân bị trọng thương, chúng đạo thương không thể chữa trị. Tuy hắn miễn cưỡng đào tẩu, nhưng không còn sống lâu nữa. Hắn tự chôn mình, cùng vong thê tử vĩnh nguyên, nhưng trí bảo đoạt được trong nhà vị hôn thê, lại bị hắn dùng ở trên người nữ nhi, vô số năm sau có thể đoàn tụ vong hồn của con gái, để nàng thu được cơ hội chuyển thế sống lại. Hô, Tất cả mọi người thở ra một hơi, bọn họ ở trong giấc mộng nhìn thấy Đinh Diệu Long cùng Đinh Tử chân đại chiến, thật đáng sợ, tùy ý một đạo kình phong thổi qua, từng viên đại tinh liền bị đánh nát, vô số sinh linh trong nháy mắt tuyệt diệt. Thánh nhân cũng không có lực lượng như vậy, bác hoàng như chém đinh chặt sắt nói, tuy thầy ta còn chỉ là tiểu thánh, nhưng cho dù là thánh vương muốn hủy diệt một tinh cầu cũng cần phát động một đại chiêu. Hai người này chiến đấu, chỉ một đạo gợn sóng liền để tinh thần ở rất xa tan vỡ, cái này tuyệt đối không phải Thánh Vương có khả năng làm được. Thạch Hoàng cũng nói, tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, hiện tại có thể xác định, trên Thánh Nhân xác thực còn có một cảnh giới, chính là chảm chân. Nhưng mà, từ mộng cảnh của Đinh Tử chân đến xem, ở cố hương của hắn, số lượng cường giả chảm chân cảnh cũng không ít, chỉ Đinh ra thì có 10 vị, mà nhà vị hôn thê của hắn cũng gần như có số này. Thật đáng sợ, trong một tinh vực nhiều nhất chỉ có một vị Thánh Nhân, nhưng bọn họ ngược lại tốt, một gia tộc thì có chừng 10 tồn tại trên Thánh Nhân đó là nơi nào a à, tiên vực lang hàn thầm nói đinh tử chân đến từ tiên vực vì lẽ đó nơi đó mới sẽ có nhiều cường giả như vậy mà từ quy luật kim tự tháp cường giả chảm trần tuyệt đối không thể là lực lượng mạnh nhất của tiên vực bằng không một gia tộc thì có chừng 10 cường giả cấp cao nhất vậy thì quá nghịch thiên đi các ngươi đã đến rồi nói rõ con gái của ta cũng sắp tụ hồn một thanh âm đột nhiên vang lên mỗi người cảm thấy quen thuộc không nói ra được đó là đinh tử chân ở trong giấc mộng bọn họ chính là người này tự nhiên cực kỳ quen thuộc âm thanh này thay ta hoàn thành bước đi cuối cùng giúp con gái ta chuyển thế sống lại để báo đáp người có thể được ta lưu lại một thức tiên thuật tên là tuế nguyệt thiên thu thanh âm của đinh tử chân lại vang lên cái này không phải âm thanh mà như thần niệm truyền tới thức hải là đinh tử chân không biết ở bao nhiêu ngàn tỷ năm trước lưu lại chấp nghiệp không cứu sống con gái thể không tiêu tan nhất thời tất cả mọi người bay lên kích động mãnh liệt tiên thuật Tuế Nguyệt Thiên Thu, kia không phải bí thuật mà Đinh Diệu Long đã từng dùng qua sao, Đinh ra bí truyền, có thể làm cho thời gian trong nháy mắt trôi đi ngàn vạn lần, để công kích biến lão, để sinh linh biến lão, cái này có thể nói là phòng ngự đỉnh cấp nhất, cũng là thủ đoạn công kích đáng sợ nhất. chương 1402, Quan Tài Cổ Thượng Lúc trước Đinh Diệu Long dựa vào chiêu thức này nghịch dòng dã hai cảnh giới nhỏ chiến thắng đối thủ, mà lúc đó hắn vẫn không có đạt đến cực cảnh, nhưng vượt qua tám tinh, đây là khó mà tin nổi trên lý thuyết mà nói lực lượng vượt qua lục tinh chỉ có sau khi bước vào cực cảnh mới có thể nắm giữ một khi đi vào đại cảnh giới cao hơn sẽ rơi xuống lục tinh làm lại từ đầu không đúng đây là bí pháp không phải là lực lượng hai người không hề xung đột nhất định phải được trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhìn lẫn nhau không ai không toát ra địch ý bí thuật như vậy ai không muốn chiếm thành của riêng lang hàn nói không bằng trước tìm được vị trí ái nữ của vị đinh tiền bối kia đi nếu đinh tử chân chịu cho người chỗ tốt kinh người như thế, ngẫm lại chuyển thế sống lại này sẽ không đơn giản, lúc này nội chiến là quá sớm. Người nơi này đều là vương giả, ngoại trừ tả toàn cùng thiên phượng thần nữ, năng lực tự kiềm chế đương nhiên là hàng đầu, rất nhanh đều dồn dập gật đầu, áp chế tham niệm xuống. Không vội, chiến xa lần thứ hai đi tới, nhưng bọn họ không có vào mộng cảnh nữa, đồ vật mà đinh tử chân muốn bọn họ hiểu rõ đã bàn giao toàn bộ. Mà mọi người cũng biết một chút chi tiết nhỏ. Tỷ như tại sao Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc cách hơn 3 vạn năm, hơn 4 vạn năm. Đó là bởi vì Đinh Tử chân cùng ái thê mến nhau hơn 3 vạn năm mới thành hôn, về sau hơn 4 vạn năm sinh ra con gái. Điều này cũng là một bộ phận thuộc về chấp niệm, vì sao lại có tiên khí, đó là bởi vì Đinh Tử chân đến từ tiên vực, hắn thậm chí chính là tiên nhân, ngàn tỷ năm thủ vững, chỉ vì ái nữ, có điều, nơi này sinh ra tà vật cũng cùng Đinh Tử chân có quan hệ sao? Hẳn là... Nơi này là chiến trường hai giới, máu tươi, vong hồn, hài cốt đan dệt, lại thêm ý chí cấp bậc chảm trần của đinh tử chân, đản sinh ra một ít tà vật hằng hà cảnh tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Còn cát vàng, có khả năng là huyết nhục của đinh tử chân biến thành, lạc ẩn ý chí võ đạo của tiên nhân, tự nhiên ngay cả thánh nhân cũng phải kinh sợ. Có điều, nếu bọn họ có thể vào mộng, vậy bốn vị cường giả hằng hà cảnh phía trước cũng được tin tức như vậy. Nhanh, hai mắt bọn họ tỏa ánh sáng, vội vã thúc giục thạch hoàng gia tốc chiến xa ầm 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 chiến xa nghiền ép ở dưới thánh nhân là không có đối thủ không thể ngăn cản đại khái sau một ngày sương mù tản đi phía trước hiện ra một ngọn núi thật giống như bị người mạnh mẽ cắt ra là một hình hộp chữ nhật rất quy tắc đây không phải núi là quan tài sương mù tản đi hiện ra một cái quan tài to như núi ở điểm ấy mọi người không có kinh ngạc gì dù sao trước đó bọn họ vào mộc rõ ràng biết đinh tử chân chôn cất ái nữ mà chuyến này của bọn họ chính là muốn đinh linh chuyển thế sống lại người chết không táng trong quan tài thì táng nơi nào, chỉ là cái quan tài này không khỏi quá lớn đi, cao ngàn trượng, dài ba ngàn trượng, nói một ngọn núi tuyệt đối có người sẽ tin tưởng. Ở một bên khác của quan tài, còn có bốn người đứng, từng người tách ra một khoảng cách nhỏ, nhưng mỗi người tỏa ra khí thức vô cùng mạnh mẽ, đứng ở đó liền giống như trung tâm của vũ trụ. Trường Phong Thiên Vương, Quảnh Hành Tăng Vương, Bạch Diện Thư Sinh cùng Tráng Hán Đầu Sói, bốn cường giả hằng hà cảnh. Quả nhiên, bọn họ xuất phát sớm hơn một bước, tự nhiên cũng tới trước một bước càng mấu chốt là lòng can đảm của bọn họ cũng không nhỏ tuyệt không phải mỗi người ai cũng dám nhiều lần tiến vào mộng cảnh vạn nhất vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại nữa thì sao thần hồn thoát khiếu thân thể sẽ chậm rãi khô cạn cuối cùng chết héo ha ha đến nơi này mỗi người dựa vào thủ đoạn đi mọi người dồn dập xuống xe tiểu hàn tử rảnh rỗi đến phổ đạo tinh vực chơi thạch hoàng nói đúng rồi lại qua chừng trăm năm tinh xa vũ viện ở tứ phương tinh vực sẽ tiến hành chiêu sinh, thiên tài trong mấy trăm tinh vực đều sẽ đến, tranh cướp một trăm tiêu chuẩn, hy vọng đến thời điểm đó có thể nhìn thấy ngươi. Bác Hoàng cũng mỉm cười nhìn Lăng Hàn, hắn hết sức coi trọng Lăng Hàn. Đừng nhìn hai người bọn họ một cái là nhi tử của thánh nhân, một cái là đồ đệ của thánh nhân, nhưng tương lai hy vọng trở thành thánh là vô hạn tiếp cận không, thành hàng hà cảnh không khó, nhưng thành thánh hầu như không có khả năng. Cảnh giới càng cao, thế hệ trước càng dậy không ra truyền nhân có thể sánh vai mình, huống chi là vượt qua. Mà Lăng Hàn, có hy vọng thành thánh rất lớn. Bởi vậy, lấy thân phận của hai người bọn họ vẫn vô cùng thân thiết với Lăng Hàn, không có bày biện cái giá của tinh thần cảnh, càng không có lộ ra quái gở của thánh nhân hậu đại, đây là tư thái rất thấp. Tinh xa vũ viện, Lăng Hàn lộ ra vẻ mờ mịt. Tinh xa vũ viện là tinh xa thánh nhân xây dựng, lão nhân ra người là đại thánh, mà tinh xa vũ viện xây dựng được 10 tỷ năm, tổng cộng đi ra 8 vị thánh nhân. Bác Hoàng giải thích, thiên số, chính là cực hạn, ngay cả tinh xa thánh nhân cũng nói, hắn chỉ thu một đồ đệ nữa, bởi vì hắn không thể dạy dỗ ra vị thánh nhân thứ 10. Vì lẽ đó, hiện tại hết thầy thiên kiêu đều vắt nhọn đầu muốn đi vào tinh xa vũ Việt, bái tinh xa thánh nhân làm thầy, trở thành đệ tử thứ 9, thành tựu thánh vị. Thạch Hoàng nói tiếp, Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh cũng nghe được rõ ràng, chẳng ai không lộ ra ý động. Đại Thánh, đừng nhìn Vân Thạch Thánh Nhân, Thanh Hải Thánh Nhân cũng là Thánh Nhân, nhưng bọn họ chỉ là tiểu thánh, tuy đủ để khinh thường thiên hạ, nhưng so với đại thánh, vậy thực sự là trời cùng đất. Nếu không phải không bỏ xuống được mặt mũi, e là vân thạch, thanh hải thánh nhân cũng sẵn lòng bái tinh xa thánh nhân làm thầy, nói không chắc có cơ hội bước vào trung thánh, nếu không thì cả đời chỉ có thể dừng lại ở tiểu thánh. Hết cách rồi, đến một bước này, công pháp đã sớm nứt đoạn, võ kỹ cũng đến cực hạn, gặp phải bất cứ vấn đề gì đều chỉ có thể tự mình giải quyết, không người nào có thể hỏi, dù nắm giữ 10 ức tuổi thọ cũng sẽ tiêu hao hết nếu có thể trở thành đệ tử của tinh xa thánh nhân, vậy thực sự là nhất phi trùng thiên. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu nói, được, trong trăm năm, ta tất nhiên sẽ đi tinh xa vũ viện. Vậy đến thời điểm đó gặp lại, Thạch Hoàng cười ha ha, có điều, cơ duyên này, ta sẽ không cho các ngươi. Hắn ngự chiến xa, bay về phía quan tài cổ, loại cấp bậc này đương nhiên nắm giữ năng lực phi hành. Trường 1403, quan tài cổ hạ. Nắm giữ chiếc chiến xa này, là sức lực to lớn nhất của hắn, ngay cả tứ đại cường giả hằng hà cảnh ra tay hắn cũng không sợ. Veo, chiến xa bay lên đỉnh chóp của quan tài cổ, biến mất không còn tăm hơi. Mấy người lang hàn cũng dồn dập tản ra, từ góc độ khác nhau tìm kiếm bí mật của quan tài cổ. Người chết khẳng định ở trong quan tài, mà muốn phục sinh người chết, đương nhiên phải mang người từ trong quan tài ra, bởi vậy, bước thứ nhất là làm như thế nào mở quan tài, hoặc là nói làm sao đi vào. Lăng Hàn tự nhiên cùng thiên phượng thần nữ chung một chỗ, bọn họ vòng quanh quan tài một vòng, chỉ thấy trên thân quan tài có lít nha lít nhít phù hiệu, khá giống trận văn, lại có chút như ý chí võ đạo hình thành thần văn. Nhưng chuyển một vòng, lại tìm không ra manh mối nào có thể mở hoặc tiến vào quan tài. Lẽ nào ở trên đỉnh, Lăng Hàn muốn leo lên, ở địa phương cổ quái này, hắn còn không có năng lực nhảy một cái ngàn trượng nhảy lên đỉnh quan tài cổ, nhưng chỉ cần ở trên thân quan tài mượn lực mấy cái, đi tới là một việc nhỏ. Mà khi hắn nhảy lên thật cao, đang muốn một cước đạp lên thân quan tài, thì từ trong lòng bay lên một luồng hàn ý mãnh liệt, thật giống như một cước đá ra, mình liền vạn kiếp bất phục. Hắn mạnh mẽ thu chân về, thân hình hạ xuống, oanh, đập ra một cái hố to ở trên mặt đất. "Làm sao vậy?" Thiên Phượng thần nữ không hiểu hỏi, Lăng Hàn vẫn chưa trả lời, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một người cũng như Lăng Hàn, muốn leo lên quan tài cổ, nhưng vừa bước lên, liền bị chấn thành mảnh vỡ, máu tươi bay lượn như huyết phân. "Hí, tuy người kia không phải cường giả tuyệt thế gì, nhưng cũng là nhật nguyệt cảnh, lại đụng vào liền chết. Quan tài này nguy hiểm, đồng thời, giữa bầu trời cũng truyền đến tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy một chiếc chiến xa từ trên trời giáng xuống, chính là tỏa giá của Thạch Hoàng, nhưng hiện tại, tử kim như lại thiếu một cái sừng, mà bên thân chiến xa cũng khuyết một miếng. Lăng Hàn không khỏi biến sắc, kia là vật liệu thánh cấp A, nhưng lại bị phá hỏng, uy lực của bộ quan tài cổ này mạnh có thể thấy được chút ít. Đinh tử chân chính là tiên nhân, đã như vậy, vậy đánh tan vật liệu thánh cấp lại có gì đáng ngạc nhiên thảm lần này cha ta nhất định sẽ đánh chết ta thạch hoàng kêu thảm thiết chiếc chiến xa này đương nhiên không phải của hắn mà là hắn vì phong cách lén lút lấy trộm ra đi chơi ở hắn nghĩ chỉ đi tinh vực võ đạo lạc hậu một chuyến đương nhiên không thể làm chiến xa bị hao tổn vì tinh vực này căn bản không có thánh nhân bất quá con mẹ nó thánh nhân xác thực không có nhưng lại có tiên nhân càng châu bỏ a à. hiện tại chiến xa bị hao tổn hơn nữa là không thể chữa trị tất nhiên sẽ ảnh hưởng uy năng trở về hắn tất nhiên sẽ bị lão tử giáo huấn một trận thiên phượng thần nữ sợ hãi không thôi nếu mới vừa rồi lăng hàn không đúng lúc thu chân vậy bây giờ khẳng định cũng bị nổ thành mưa máu không thấy vật liệu thánh cấp cũng bị hủy sao lăng hàn nhíu mày nhìn về phía thiên phượng thần nữ nói mang ta đi tới thiên phượng thần nữ gật gù mở ra phượng rực sau đó ôm lăng hàn múa không mà lên hai người đi tới phía trên quan tài cổ tỉ mỉ xem nhưng bộ quan tài này giống như liền thành một khối căn bản không nhìn thấy khe hở của nắp quan tài cùng thân quan tài mà coi như có thì ai dám duỗi tay tới vạch trần nắp quan tài chứ kỳ quái không có cách nào tiến vào thì làm sao trợ giúp con gái của đinh tử chân chuyển thế sống lại lăng hàn nguyên tưởng rằng phía trên này có thể nhìn thấy đường nối tiến vào nhưng lấy thần thức của hắn có thể khẳng định ở đây tuyệt đối không có lối vào bằng không Thạch Hoàng sẽ không xông vào, kết quả ngay cả thánh cấp chiến xa cũng tan vỡ. Chuyện này, làm sao bây giờ, tuy quan tài cổ không có khe, không cửa tiến vào, nhưng người đến không ai sẵn lòng rời đi. Cơ duyên này quá kinh người, không chỉ không ai rời đi, càng ngày càng nhiều người tiến vào, nhưng sương mù lúc trước đã tan, thật giống như một lần chỉ có mấy người sớm nhất tiến vào, nhìn thấy cuộc đời của Đinh Tử chân Nhưng sự tình đã truyền ra, dù cho người đến sau nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn thấy bốn vị cường giả hằng hà cảnh không có dự định rời đi, mọi người vẫn muốn ở chỗ này dừng lại một hồi. Ngược lại thần linh tuổi thọ dài lâu, dù cho ở đây lãng phí mười mấy hai mươi năm cũng không tổn thất gì. Người nơi này càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm người đến mấy ngàn người, lại tới hơn vạn người, mười mấy vạn người, phỏng chừng không bao lâu nữa có thể xông lên trăm vạn. Cường giả hằng hà cảnh lục tục đến, không chỉ từ nguyệt thần nữ, còn có lão quái hằng hà cảnh của hai đại đế triều, tỉ như tả tiền tạ đại tướng quân, còn có rất nhiều lang hàn không biết danh hào, nhưng đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Vân Đính Tinh. Ngay cả Sích Diễm Đế, Lam Vân Đế cũng bị kinh động, bọn họ đạt đến Hằng Hà cảnh đại viên mãn, chính đang xung kích thánh vị, lúc này không thể xuất thân, liền phái cường giả trong hoàng tộc ra. Nhân vật thủ lĩnh của Đại xích Dương Đế triều tên cổ hứa, là cháu đời thứ bốn của Sích Diễm Đế, bây giờ cũng bước vào Hằng Hà cảnh, tu vi đại cực vị, thực lực rất mạnh, được Đại xích Dương Đế triều tôn sùng là đại biểu một là có thực lực, hai là có địa vị, hoàn toàn xứng đáng. Bên Lam Vân Đế Triều là con thứ 9 của Lam Vân Đế, cũng là nhi tử có thiên phú xuất chúng nhất, tương lai có thể tiếp nhận đế vị, tương tự là hàng hà cảnh đại cực vị. Bên Minh Giới không rõ lắm, nhưng tin tưởng tuyệt đối là đại nhân vật có thực lực xứng đôi. Cái này vẫn là thời gian khá ngắn, chỉ đại năng của Vân Đính Tinh đến, lại qua mấy năm, hết thảy cường giả của trường quang tinh vực đều sẽ giá lâm, lại qua mười mấy năm, e là cường giả ngoại tinh vực cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Thậm chí xuất hiện thánh nhân cũng không kỳ lạ, bởi vì tạm thời không làm gì được chiến quan tài cổ này, Lăng Hàn đơn giản tiến vào hắc tháp bế quan, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu bí mật của cực cảnh. Thiên phượng thần nữ được quy tắc của hai giới bù đắp, cũng thu được thời cơ bước vào cực cảnh, bởi vậy hai người ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, vô tương thánh nhân cũng sẽ chỉ điểm một chút. Nghe vô tương thánh nhân nói, muốn bước vào sáng thế cảnh, vậy ít nhất phải ở một đại cảnh giới tu ra cực cảnh. chương 1404, Nhật Nguyệt cực cảnh. Đừng xem chỉ yêu cầu một cái, tựa hồ rất thấp, nhưng trên thực tế cực cảnh quá khó tu thành. Hơn nữa, tu ra cực cảnh chỉ là điều kiện tất yếu đột phá sáng thế cảnh, cũng không phải tu ra liền nhất định có thể đột phá. Vô tương thượng nhân không yếu, hắn ở Nhật Nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh tu thành cực cảnh, bởi vậy hắn có thể cho hai người lăng hàn dẫn dắt rất lớn. Trên thực tế hiện tại hắn cũng không có chuyện gì làm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tiêu thời gian cũng tốt. Thời gian lặng yên mà qua, chớp mắt một cái, hai tháng trôi qua. Lăng Hàn cũng không có lãng phí cơ hội tiên diễm rèn thân, dù cho hiện tại hắn không thể cắn cuồng dã huyết linh đan, nhưng dục hỏa trùng sinh là phải tu. Cái này ngược lại làm cho hắn bay lên cảm giác gấp gáp, nhất định phải mau chóng đột phá đến cực cảnh, bằng không chính là lãng phí thời gian quý giá ha. Một khi đột phá, hắn liền có thể ở trong vòng một năm sông lên cực cảnh đỉnh cao, vậy cửa lớn tinh thần cảnh liền mở ra. Mà một khi bước vào tinh thần cảnh, hắn liền có thể mở ra tầng thứ 5 của hắc tháp, để ngũ hành viên mãn, tu bất diệt thiên kinh đến cấp độ cao hơn. Bất luận là lang hàn hay thiên phượng thần nữ, vẫn không có nhìn thấy hy vọng đột phá, dù cho có một vị thánh nhân chỉ điểm. Hơn 60 năm, vẫn như cũng không cách nào xuyên thủng bình phong cực cảnh. Hai người cũng không vội, có luân hồi thụ giúp đỡ, bọn họ so với những người khác thêm ra gần 400 lần thời gian ngộ đạo, đây là ưu thế cực kỳ kinh người. Lại qua 3 tháng, Lăng Hàn rốt cục bắt được một tia linh quang, vừa ngộ liền phá. Hắn phi thân ra hắc tháp, nhất thời, lôi vân cuồn cuộn mà đến, dù cho là nơi này cũng không thể ngăn cách thiên địa cảm ứng. Lăng Hàn độ kiếp, chủ động đổ nát thần cốt, nghênh tiếp thiên kiếp cọ rửa, mà tiên ma kiếm cũng vượt kiếp, chuyện cổ quái phát sinh, ở dưới thiên kiếp, nó bài tiết ra vô số mảnh vụn, toàn bộ thân kiếm thu nhỏ lại một đoạn dài, từ dài ba thước biến thành ba tấc, nhưng phẩm chất thình lình bước vào cấp 8. Chuyện này, nuốt không được thần thiết khác, liền luyện hóa bản thân. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, không hổ là tiên liệu, trong xương liền có bản năng ngóng trông hoàn mỹ, sau khi hắn đột phá, thanh kiếm này thật giống như sinh ra ngông nghênh, không muốn yên ở bình thường. Chỉ là lần này tiến hóa liền để tiên ma kiếm thu nhỏ lại gấp 10 lần, nếu như lần sau còn nuốt chừng mình như vậy, chẳng phải sẽ thành kim may. Bước kế tiếp, nỗ lực tìm kiếm thần thiết cấp 8, để tiên ma kiếm biến trở về hình dáng cũ cũng không có người chạy tới xem trò vui, hiện tại tâm tư mọi người đều ở trên chiếc quan tài cổ kia, quản ngươi qua thiên kiếp gì chứ. Nửa ngày sau, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, tái tạo chân thân, sau đó tiến vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ ăn một viên cuồng giã huyết linh đan, tiếp tục tăng cao tu vi. Sau ba ngày, hắn bước vào cực cảnh trung kỳ, thoải mái, bên cạnh quan tài cổ, vẫn như cũ, người càng ngày càng nhiều, nhưng không có biện pháp tiến vào. Mà rất nhiều đại năng liên thủ nghiên cứu, phát hiện phù hiệu trên quan tài cổ có giá trị rất lớn, để tu vi phủ đầy bụi hồi lâu của bọn họ xuất hiện buông lỏng. Có sự phát hiện này, vậy tự nhiên không thể có thêm người rời đi, nơi này thành thánh địa võ đạo, càng ngày càng nhiều người tới đây hành hương. Quan tài cổ là một mặt, mặt khác là trong đất bùn nơi này có thể luyện ra cát vàng, có giá trị rất lớn, ngay cả thánh nhân cũng có thể từ trong đó được dẫn dắt, thậm chí bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, tìm hiểu tìm hiểu, luyện thổ luyện thổ, nơi này liền khí thế ngất trời. Lang Hàn còn nhìn thấy Tạ Đông Lai, tên này gây đại họa lại được thả ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có phù văn của quan tài cổ, có cát vàng ngay cả sáng thế cảnh cũng động lòng, Tạ Đông Lai làm sao cũng là đời sau rất trọng yếu của Tạ gia, cơ hội như vậy là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói không chắc hắn ở đây tích chứ, lĩnh ngộ đột nhiên liền bước vào tinh thần cảnh ấy chứ. Đến thời điểm đó, hắn chính là nhân vật trụ cột vững vàng của Tạ gia. Lang Hàn muốn giết người nhưng tạ Đông Lai cả ngày ở bên cạnh quan tài cổ tìm hiểu, bên kia có tạ Đại tướng quân là cường giả hằng hà cảnh tọa chấn, Lăng Hàn làm sao có cơ hội. Ta không tin người có thể chờ ở chỗ này bất động. Lăng Hàn có chút gấp, nếu tạ Đông Lai đột phá đến cực cảnh vậy còn dễ bàn, hắn đã là cực cảnh trung kỳ, lấy sức chiến đấu của hắn xoay tay liền có thể chấn áp tạ Đông Lai, nhưng nếu như đối phương đột phá tinh thần cảnh thì sao? Tạ Đông Lai làm sao cũng có thể xem như là thiên tài, một bước tiến vào tinh thần cảnh trí ít cũng có thể nắm giữ ba tinh sức chiến đấu, coi như Lăng Hàn tu đến cực cảnh đỉnh cao cũng chưa chắc chân áp được hắn. Lấy tư chất của tạ Đông Lai, nếu đột phá, độ khả thi bước vào tinh thần cảnh càng to lớn hơn. Lăng Hàn suy đoán nói, ta nhất định phải xông lên cực cảnh đỉnh cao, nếu đối phương đột phá, tất nhiên phải độ kiếp, ta liền nhân lúc hắn độ thiên kiếp giết chết hắn. Ở trong nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn không cần tự mình tu luyện đến tích lũy nguyên lực, cuồng dã huyết linh đan có thể hoàn mỹ giải quyết, hơn nữa, người khác mấy năm mới có thể cắn một viên, hắn chỉ cần ba tháng liền được. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ luyện đan, luyện kim sa, tham khảo nghiên cứu phù hiệu trên quan tài cổ, tăng lên cảm ngộ của mình. Hắn chuyển lượng lớn bùn đất vào hắc tháp, ở trong hắc tháp, lực lượng của hắn càng to lớn hơn, dễ dàng liền có thể tinh luyện ra cát vàng. Ồ, oh, tiểu tháp xuất hiện, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phía trên này có ý chí võ đạo của tiên cấp, khả năng là một vị tiên nhân chết ở đây, huyết nhục thẩm thấu, ảnh hưởng vùng đất này. Lăng Hàn gật gù, tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, cũng không có lập tức nói chuyện, thật giống như đang quan sát những hạt cát này, một lát sau mới nói. Nếu ngươi có thể đạt được lượng lớn loại cát này, ta có thể từ trong đó lấy ra một loại tiên thuật. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi run lên nói, tiên thuật gì, liên quan tới thời gian, cụ thể phải lấy ra mới biết. Tiểu tháp nói, tê, cái này không phải bí thuật bất truyền của đinh gia tuế nguyệt thiên thu sao chương 1405, Tuế Nguyệt Thiên Thu. Lăng Hàn không khỏi phấn chấn, đây là bí thuật huyết mạch của Đinh Gia, mỗi một người nhà họ Đinh Thu Vi đã tới trình độ nhất định, hoặc sinh ra có huyết mạch mạnh mẽ, liền có thể tự nhiên nắm giữ. E cũng vì như thế, bí thuật mới lạc ấn ở trong thân thể Đinh Tử chân dù cho hắn thân tử đạo tiêu, nhưng trong máu vẫn tồn tại, kết hợp với vùng đất này, lạc ấn ở đây. Người bình thường dù cho biết điểm ấy thì đã làm sao, như vô tương thánh nhân cũng chỉ có thể từ trong đó được dẫn dắt, từ tiểu thánh đến trung thánh, thậm chí đại thánh, nhưng tuyệt đối không thể thôi diễn ra thời gian bí thuật. Chỉ có hắc tháp mới có thể làm được, bởi vì nó ở trong tiên vực cũng là trí bảo đỉnh cấp. Lăng Hàn nhất thời có động lực lớn, thừa dịp đại bộ phận người tìm hiểu ở bên cạnh quan tài, hắn bắt đầu cuồng thu bùn đất. Mà ở trong hắc tháp, từng viên cát vàng xuất hiện, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đủ chưa? Hắn hỏi, chưa đủ, tiểu tháp nói, đủ chưa? Chưa đủ, Lăng Hàn không ngừng thu đất, Dòng dã ba tháng trôi qua, tiểu tháp mới miễn cưỡng gật đầu, nói có thể thử một lần, dù sao những cát vàng này chỉ nhiễm một chút tiên huyết, lại qua không biết bao nhiêu năm, ý chí võ đạo trong đó đã sớm tiêu tan. Nếu không phải thức tiên thuật này vừa vặn cùng thời gian có quan hệ, e là căn bản không thể bảo tồn đến hiện tại. Lăng Hàn đi lấy tiền diễm rèn thân, tiểu tháp thì từ trong những cát vàng này lấy ra một thức bí pháp. Tuế Nguyệt Thiên Thu, sau ba ngày, Lăng Hàn hóa thành một thiếu niên chừng 10 tuổi, cách bước đầu nắm dưỡng dục hỏa trùng sinh đã không xa. Mà tiếp đó, tự nhiên là ăn cuồng giã huyết linh đan, đẩy tu vi về phía trước một đoạn. Cực cảnh hậu kỳ, cầm đi, tiểu tháp nói, chỉ thấy một điểm sáng bay tới, tỏa ra hào quang còn mạnh hơn thái dương, nhưng lại không làm người khó chịu. Lấy ra được rồi sao? Lăng Hàn hỏi, bởi vì ý chí võ đạo quá ít, nên chỉ lấy ra được một tia, nếu ngươi không thể dựa vào cái này lĩnh ngộ, vậy phải một lần nữa làm ra nhiều cát vàng như vậy. Tiểu tháp nói. Vậy thì là khoảng 3 tháng khổ công, Lăng Hàn gật đầu, hắn muốn một lần liền nắm giữ. Mang theo quang điểm này, Lăng Hàn đi tới dưới luân hồi thụ, sau đó đặt quang điểm lên thiên linh cái của mình, bắt đầu lĩnh ngộ. Vù, thức hải của hắn nhất thời phát ra tiếng nổ vang, phảng phất hình thành biển gầm, muốn xuyên thủng đỉnh đầu của hắn. Cái quang điểm kia ở trong thức hải của hắn diễn hóa, thể thích to lớn đến không cách nào hình dung, mà Lăng Hàn nhìn thấy, trong trùng sáng có vô số vòng xoáy chuyển động, Lăng Hàn phảng phất nhìn thấy từng viên tinh thể từ sinh ra đến hủy diệt, ngàn tỷ năm chỉ trước mắt liền qua. Đây là thời gian đang diễn hóa, thể hiện ra bí mật của thiên địa. Lăng Hàn thử duỗi tay ra đụng vào, nhất thời, quả cầu ánh sáng phân tán, khuếch tán đến toàn bộ thức hải, sau đó bắt đầu dập tắt. Dập tắt tức vô ngân, không cách nào lại nghiên cứu. Lăng Hàn vội vã cảm mộ, ở dưới luân hồi thụ, hắn nắm giữ thời gian hơn người khác 400 lần. Hắn không tin nhiều 400 lần thời gian hắn vẫn chưa thể nắm giữ thức bí pháp này, dù cho chỉ ăn tươi nuốt sống, hiểu rõ một cách đại khái, nhưng chi tiết nhỏ có thể chậm rãi nghiên cứu, hiện tại hắn chỉ cầu nắm giữ chữ hình là được. Thời gian lặng yên biến mất, hơn một tháng đi qua, lang Hàn đột nhiên mở hai mắt. Tuế Nguyệt, hắn nhẹ giọng nói, một cái thuấn gì đi tới một chỗ khác của hắc tháp, chỉ tay ấn về phía một cây đại thụ, nhất thời, cây đại thụ này lá cây khô vàng, từng mảnh rơi xuống đất, chỉ một nén hương thời gian liền hoàn toàn chết ra. Xem như là bước đầu nắm giữ, dưới một chỉ có thể để người ta ở trong một nén hương trôi đi mấy ngàn năm tuổi thọ. Có điều, đây là đến lão hóa, mà không phải thúc đẩy phát triển, bằng không cái cây này phải nở hoa kết quả, nhưng không có quá trình này, trực tiếp lão hóa mà chết. Tuy ta có thể sử dụng lực lượng năm tháng, nhưng hiện tại quá yếu, dù muốn một sơn hà cảnh tiểu cực vị chết già, cũng cần liên tục làm cả ngày. Lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản không thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Đáng tiếc nếu như có thể như xích hoang cực, để thời gian tạm dừng là tốt rồi. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, tương tự là thời gian bí lực, lão hóa cùng đình trệ là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu hắn có thể đình trệ thời gian, dù cho lại ngắn, vậy ở trong chiến đấu cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Ngược lại, Tuế Nguyệt Thiên Thu muốn phát huy hiệu quả cực hạn, vậy ít nhất trong nháy mắt cũng phải mài ngàn tỷ năm, bằng không đối phó hằng hà cảnh, sáng thế cảnh, cắt bỏ người ta mấy ngàn mấy trăm năm tuổi thọ quả thực không đến nơi đến chốn A. À. Chờ chút, năm tháng lão hóa có thể coi như là nguyền rủa hay không. Ở dưới thần cảnh mà nói, ngay cả phá hư cảnh cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ, bị tuế nguyệt thiên thu ảnh hưởng, vậy một lần chỉ cần cắt bỏ trăm năm tuổi thọ là tốt rồi, chừng mười lần liền xong đời. Lăng Hàn tâm tư phát tán, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lăng Hàn, thiên phượng thần nữ đột nhiên mở miệng, ta muốn đột phá, Lăng Hàn sửng sốt một chút, vội mang nàng ra hắc tháp, ầm ầm ầm, lôi vân đan dày, thiên kiếp lập tức hạ xuống cùng một chỗ qua hắn cười nói vừa vặn lợi dụng tăng lên lực lượng thiên của hắn huy thiên phượng thần nữ vừa cảm động vừa sốt sắng nói tuyệt đối không nên thiên kiếp quá đáng sợ ta có đầy đủ tự tin có thể vượt qua không cần ngươi giúp đỡ nàng sợ lang hàn bị thương kha kha lang hàn thấy thế không khỏi mừng thầm cũng không có nói hắn căn bản không sợ thiên kiếp vốn là muốn ở trong thiên kiếp ngộ đạo của mình ôm thiên phượng thần nữ tàn nhẫn hôn lên a à, thiên phượng thần nữ nhất thời trừng lớn hai mắt chỉ cảm thấy lăng hàn quá hoang đường, vào lúc này còn có tâm tư như vậy. Soảng, một tia chớp đánh xuống, thật giống như ông trời cũng không nhìn nổi, muốn đánh chết lăng hàn. Lăng hàn một tay chống đỡ, thiên lôi hạ xuống, nhưng ngay cả một chút xíu da lông của hắn cũng không tổn thương được. Thiên phượng thần nữ nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thiên phượng thần nữ biết thể phách của lăng hàn rất trâu, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ đến mức này. Đừng quấy rối, không thấy đang bề bộn sao, lăng hàn nhìn bầu trời cười nói, cúi đầu, hôn lên miệng nhỏ của thiên phượng thần nữ bởi vì giật mình mà mở lớn. Chương 1406, cơ hội tới. Xoảng, soảng, soảng, trời cao tức giận, có người dám nhúng tay vào thiên kiếp của người khác, đây là khiêu khích thiên địa, nhất thời, lôi đình khủng bố hóa thành lưới, vô cùng dày đặc nổ xuống. Lúc này lang Hàn mới buông thiên phượng thần nữ ra, thiên kiếp vẫn phải tự mình qua, như vậy mới có thể đánh ổn căn cơ, nhưng hắn tọa trấn ở một bên, có thể thay thiên phượng thần nữ hóa giải một ít nguy hiểm chí mạng cái này đặt ở trên người người khác là chuyện không thể nào, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. gặp phải thiên kiếp đối ứng đẳng cấp của mình, mặc ngươi thiên tư lại kinh người cũng có nguy hiểm chết đi. nhưng lang hàn là một ngoại lệ, thể phách mạnh đến sôi gan, hoàn toàn có thể nhúng tay vào thiên kiếp, cùng lắm mình tới gánh một phần, chỉ cần nhúng tay không phải thiên kiếp của tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, vậy hắn hoàn toàn có thể trừ tai họa cho người. có nên mở sinh ý, thay thần linh cấp thấp hóa giải thiên kiếp, mỗi lần thu chút thần thiết không nhỉ? Lăng Hàn thực nghèo đến phát điên, ngay cả phương pháp như vậy hắn cũng nghĩ ra được. Quên đi, cái này quá kiêu căng, bị nhìn chằm chằm sẽ không tốt. Có điều rất nhanh Lăng Hàn liền lắc đầu, vẫn quyết định luyện đan kiếm tiền, thay người gánh thiên kiếp thật có chút kiêu căng. Thêm chốt là, thay người ra mặt nhiều, có thể bị thiên địa ghi hận, trực tiếp hạ xuống một đạo thiên kiếp của hằng hà cảnh thậm chí sáng thế cảnh thu hắn luôn hay không. Hai người tách ra một ít, tất cả qua thiên kiếp của mình. Thiên phượng thần nữ gánh là thiên kiếp của cực cảnh bình thường, mà Lăng Hàn không chỉ cuốn vào thiên kiếp, thậm chí còn thay thiên phượng thần nữ cản một cái, bởi vậy hắn chịu đựng thiên kiếp. Uy lực thình lình tăng lên gấp 10 lần, có điều, gấp 10 lần mà thôi, Lăng Hàn vẫn không sợ. Hiện tại thể phách của hắn đã bước vào thần thiết cấp 9, thậm chí còn mạnh hơn một chút, căn bản không sợ thiên kiếp như vậy. Có điều, điều này cũng có thể thấy được, cuốn vào thiên kiếp cũng không đáng sợ, nhưng nhúng tay thiên kiếp, trừ tai họa cho người thì ăn thiên kiếp sẽ càng tăng cường. Không biết là cố định gấp 10 lần, hay là số lần hắn nhúng tay càng nhiều, uy lực càng mạnh đây. Bất kể như thế nào, cũng không thể mở sinh ý như vậy. Lang Hàn thầm nói, đối với thiên địa vẫn nên có chút kính nể mới tốt. Lần này hắn không cần đổ nát thần cốt, tự nhiên là dễ dàng, quan sát thiên kiếp vận chuyển, hóa thành thể ngộ của mình, thần văn trên tay phải trở nên càng ngày càng phức tạp, tràn ngập ý nhị của đại đạo. Thời gian nửa ngày đi qua, Thiên Phượng thần nữ thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thành vương giả cực cảnh không tu ra cực cảnh, liền không thành vương giả, dù cho đã từng tu ra cực cảnh, ở cảnh giới lớn tiếp theo không thể duy trì, vậy vẫn phải từ trên bảo tọa vương giả ngã xuống, nhiều lắm vượt qua thiên tài bình thường chút ít mà thôi. Tu hành là như thế, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Thiên phượng thần nữ vui dạo dực, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể bước vào cực cảnh. Tuy nàng không thể ở sơn hà cảnh tu ra cực cảnh, hiện tại cực hạn không thể đạt đến thập tinh, mà ở khoảng cửu tinh, nhưng vẫn làm cho nàng hưng phấn không thôi. Chúc mừng thê tử, đến, hôn một cái. Lăng Hàn tụ hợp tới, thiên phượng thần nữ không phải là Thủy Nhạn Ngọc, lập tức hung tợn phản kháng, đáng tiếc chính là, hiện tại nàng ở đâu là đối thủ của Lăng Hàn, rất nhanh thì bị chân áp, bị Lăng Hàn hôn đến thiên hôn ám địa. Tiểu tặc, người bắt nạt ta, thiên phượng thần nữ sẵn giọng đôi mắt đẹp lưu chuyển, quyến rũ không nói ra được. Lăng Hàn suýt chút nữa sói chu, con mắt đỏ bừng, đáng tiếc, thân thể còn chỉ có 10 tuổi, căn bản vô lực đẩy ngã, hận đến hắn dùng sức đánh đầu, dáng dấp muốn giết người. Người làm sao vậy? Thiên phượng thần nữ quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là muốn đánh người, bất quá đừng hỏi ta muốn đánh là ai. Còn khoảng một tháng, Lăng Hàn liền có thể dùng tiên diễm rèn thân, dùng cuồng dã huyết linh đan lần cuối cùng, tăng tu vi của mình lên tới cực cảnh đỉnh cao, kế tiếp hắn chỉ cần bế quan tìm hiểu, quan sát ảo diệu của tinh thần cảnh, liền có thể vượt qua đại cảnh giới thiên phượng thần nữ lập tức dùng một viên cuồng giã huyết linh đan, đẩy tu vi lên một cấp. Chỉ ba ngày mà thôi, nàng liền vượt qua một tiểu cảnh giới nhỏ, làm cho nàng vô cùng cảm khái, đây chính là chỗ tốt khi theo đan sư, tu vi tăng lên có thể để người ta đỏ mắt đấu kỵ. Trên người lăng hàn còn có một bình linh dịch của thạch hoàng, nhưng này là bảo vật cấp bậc tinh thần cảnh, hiện tại dùng thực quá lãng phí, hơn nữa xung đột với cuồng giã huyết linh đan, vẫn là đợi đến tinh thần cảnh lại dùng. Hai người trở lại bên cạnh quan tài cổ, đây thực sự rất quái lạ đinh tử chân nói muốn người cứu con gái của hắn nhưng ngay cả con gái cũng không để người ta gặp vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu có điều lăng hàn đã học được tuế nguyệt thiên thu đối với đinh tử chân khen thưởng tự nhiên không còn hứng thú hắn còn lưu lại nơi này thứ nhất là cắt vàng quý giá có thể lấy ra bán kiếm tiền thứ hai phù văn trên quan tài cổ quả thật có ý nghĩa nghiên cứu có thể tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo ha 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 ta muốn đột phá có người kêu lên Chuyện như vậy ở chỗ này cũng không ngạc nhiên, quan tài cổ có thể trợ giúp ngộ đạo, trong hơn nửa năm, đã có không ít người mở ra cửa ải phủ đầy bụi, một cước bước vào tầng thứ mới, cách mấy ngày liền có thể cảm ứng được có người ở phương xa độ kiếp. Chỉ là cảnh giới càng cao, muốn cửa ải buông lỏng độ khó càng lớn, như những hàng hà cảnh kia liền không có ai đột phá, nhưng có thể ở đây ngồi trên 10 năm 8 năm, thậm chí trăm nghìn năm. Với cường giả như vậy mà nói, trăm vạn năm có thể đột phá cũng là kinh hỷ. Lại có người hưng phấn kêu to, đưa tới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người. Lăng Hàn nhìn sang, trong ánh mắt nhất thời nhảy qua một đạo hàn quang. Này là tạ Đông Lai, hắn muốn đột phá tinh thần cảnh, trên người mơ hồ có ánh sao lấp lóe, đây là tiêu chí rõ ràng nhất. Mà hắn cũng là gần nửa năm qua, người thứ nhất đột phá tinh thần cảnh. Thứ nhất hắn xác thực là thiên tài đương đại, thứ hai hắn ở cửa ải này vắng lặng đã lâu, lại được quan tài cổ giúp đỡ, cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất phi trùng thiên. Chương 1407, Tạ Đông Lai độ kiếp. Ha 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 ha, Tạ Đông Lai vô cùng đắc ý, hắn nhanh chóng rời đi, dù cho hắn lại hung hăng cũng không dám ở nơi này độ kiếp, ảnh hưởng người khác. Đừng nói nơi này có rất nhiều hằng hà cảnh, coi như không có, hắn cũng không dám phạm vào nhiều người phẫn nộ, khi đó một người một quyền cũng có thể đánh chết hắn. Thân hình hắn bay đi, nhìn thấy Lăng Hàn, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một đạo sát khí, chờ hắn đột phá, người muốn giết đầu tiên chính là Lăng Hàn sau đó là vô diện một cái đoạt nữ nhân hắn vừa ý một cái khác là dám nhục nhã hắn đều đáng chết hắn một ngựa tuyệt trần nhanh chóng đi xa tạ ra cũng không có người đi theo hộ pháp độ thiên kiếp nguy hiểm chỉ bắt nguồn từ thiên kiếp chẳng lẽ còn có người dám giết vào thiên kiếp sao lại nói coi như giết vào thiên kiếp vậy mình cũng sẽ bị cuốn vào thiên kiếp nào có ở không lại đi quấy rối. bởi vậy thiên kiếp vừa nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất lang hàn đột nhiên đứng lên cơ hội tới thân hình của tạ đông lai bay lượt, lao về phía xa. Hiện tại hắn tràn ngập hưng phấn, không nhịn được phát ra thét dài, toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn rộng mở trong sáng. Hắn là một thiên tài, hơn trăm tiểu liền bước vào sơn hà cảnh, hơn một ngàn tuổi chính là nhật nguyệt cảnh, nhưng ở ba ngàn năm trước hắn liền kẹt ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Đừng nhìn nhật nguyệt cảnh đỉnh cao cùng tinh thần cảnh chỉ kém một đường, nhưng một đường này lại ngăn cách không biết bao nhiêu người. Thậm chí có thể nói, một cái ở trên trời một cái ở dưới đất hiện tại hắn rốt cục sắp đột phá tinh thần cảnh một bước lên trời từ đây không còn là cao thủ mà có thể xứng một tiếng cường giả nghĩ đến các loại phong quang sau khi trở thành tinh thần cảnh nghĩ đến có thể đạp toàn bộ kẻ thù ở dưới chân hắn liền không nhịn được muốn cười to miệng ngoác đến mang tai vô diện lăng hàn các người chờ cho ta hắn thầm nói thân hình gia tốc hắn phải nhanh vượt qua thiên kiếp trở thành cường giả tinh thần cảnh dưới sự hưng phấn thậm chí không có chú ý tới phía sau còn theo một người. Lăng Hàn triển khai Trích Tinh Bộ, hòa vào Lôi Đình Bí Pháp, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, đừng nói Tạ Đông Lai còn không phải tinh thần cảnh, coi như nhảy vào cũng chưa chắc có thể so với Lăng Hàn. Dù sao hiện tại Lăng Hàn cũng gần như nắm giữ lực lượng của tinh thần cảnh. Bay lượn gần nửa canh giờ, Tạ Đông Lai ngừng lại, bắt đầu độ kiếp. Chỉ cần nửa ngày, hắn liền bước vào tinh thần cảnh. Hắn thả ra áp chế tu vi, nhất thời, mười đen cuồn cuộn thiên kiếp đúng hẹn mà tới, khí thức của hắn đang tăng lên, trong nháy mắt liền vượt qua cực hạn của nhật nguyệt cảnh, xen vào giữa nhật nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh. Mỗi ở trong thiên kiếp sống qua một chút thời gian, thực lực của hắn liền có thể tăng lên một ít, cho đến khi chân chính nhảy vào tinh thần cảnh. Cùng này đối ứng, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ từng bước tăng lên, sẽ không lập tức tăng lên tới cực hạn. Soảng, tia chấp thứ nhất đã hạ xuống, tạ đông lai thét dài, vận chuyển một thanh thần kiếm, đánh tới chấp giật. Thân hình của Lăng Hàn hơi động, cấp xạ mà ra. Tạ Đông Lai, hôm nay tới thanh toán nợ cũ, hắn quát to, có thiên kiếp bao phủ, ngay cả cường giả hằng hà cảnh cũng không dám thăm dò thần thức qua, bằng không không cẩn thận liền bị cuốn vào trong thiên kiếp, lại nói, dưới thiên kiếp, căn bản không phải ý thức của ai có thể xuyên thấu, ngay cả thánh nhân cũng không thể nào làm được. Ở trong thiên kiếp giết người, vậy thực sự là không dấu vết, ngay cả nắm giữ thời gian bí pháp cũng không cách nào tìm hiểu. Lăng Hàn, tạ Đông Lai vừa giận vừa mừng vừa sợ, hắn cực kỳ hận lăng hàn nhưng không nghĩ tới đối phương lại dám giết vào thiên kiếp đây là sống thiếu kiên nhẫn sao hắn cười ha ha vẫn không có đi tìm ngươi ngươi liền tự mình chịu chết tạ đông lai chúng ta nhiều lần so chiêu ngươi có lần nào chiếm được qua thượng phong lăng hàn từ tốn nói ở trong hai người đối lập hắn tràn đầy tự tin cái này tạ đông lai không khỏi cứng lại trước hắn ở trên tu vi có thể nói là nghiền ép lăng hàn nhưng một chút thượng phong cũng không có chiếm được cuối cùng chán trường chạy về tạ ra suýt chút nữa bị tuyết giấu từ đây trở thành một người qua đường có điều kia là vận khí của lăng hàn tốt không phải được tử nguyệt thần nữ trông nom chính là có vô diện nhúng tay để hắn tuy có lực lượng nghiền ép nhưng không thể nào triển khai nhưng lần này hắn chắc chắn sẽ không để lịch sử tái diễn lăng hàn ta lập tức liền bước vào tinh thần cảnh người ở trước mặt ta ngay cả run dế cũng không tính hắn cười ha ha chủ động sát phạt về phía lăng hàn chỉ cần cuốn lăng hàn vào thiên kiếp vậy tiểu tử này không chết cũng bị trọng thương hắn không cho rằng như vậy có thể giết lăng hàn mà hắn cũng không muốn như thế cái này quá không hết hận chỉ có tự tay giết chết lăng hàn mới có thể làm cho hắn ra ác khí trong lòng cuốn đối phương vào thiên kiếp hắn chỉ là muốn để lăng hàn ăn chút vị đắng thu lấy một chút lợi tức lăng hàn tự nhiên không sợ phi thân mà ra đón đánh về phía tạ đông lai oanh hai người kích đấu một đòn mà cũng bởi vì như thế lăng hàn can thiệp thiên kiếp của tạ đông lai Thiên địa nhất thời cảm ứng, lại một đạo kiếp vân sinh thành, hội tụ ở trên đầu Lăng Hàn. Tạ Đông Lai bị chấn bay ra ngoài, trên mặt che kín khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin tưởng, dưới một đòn này, lực lượng của hắn không bằng Lăng Hàn. Sao có thể có chuyện đó? Tuy hắn vẫn không có chân chính bước vào tinh thần cảnh, nhưng tuyệt đối nghiền ép Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cao, làm sao có khả năng không bằng? Trừ khi, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhất thời vừa giận lại ao ước. Nhật Nguyệt cực cảnh không nghĩ tới ngươi tu ra nhật nguyệt cực cảnh, hắn đố kỵ đến sắp phát điên, bởi vì hắn bỏ ra ngàn năm thử nghiệm chạm đến ngưỡng cửa cực cảnh, nhưng một chút cảm ứng cũng không có, sau đó ở trong tay vô diện bị thiệt lớn, hắn mới quyết định mau chóng đột phá tinh thần cảnh, muốn tự tay báo thù. Không nghĩ tới, cảnh giới hắn ước mơ tha thiết, lăng hàn dễ dàng liền đạt đến. Vừa mới qua mấy năm mà thôi, coi như người đạt đến nhật nguyệt cực cảnh thì đã làm sao, chỉ cần ta chân chính bước vào tinh thần cảnh, giết người vẫn dễ như trở bàn tay. Tạ Đông Lai tức đến nổ phổi, nhưng cái này cũng là sự thật, hắn là thiên tài tứ tinh, dù cho vừa bước vào tinh thần cảnh, sức chiến đấu làm sao cũng có thể tăng lên ba tinh. chương 1408, bước hỏa cuộn tròn. Dù Lăng Hàn là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao thì đã làm sao, vẫn kém hắn một đoạn dài. Vậy thì không cho ngươi cơ hội bước vào tinh thần cảnh. Lăng Hàn hét dài một tiếng, trực tiếp lấy ra tiên ma kiếm, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết chết tạ Đông Lai, để khỏi phát sinh ngoài ý muốn lăng hàn người hết lần này tới lần khác đối địch với ta nhưng lần này là người tự tìm đường chết tạ đông lai lạnh lùng nói hắn vừa đối kháng thiên kiếp một bên đón đánh lăng hàn kéo lên dự uy của thiên kiếp tinh thần cảnh chỉ cần sát đến một tia cũng đủ để lăng hàn không chịu được nhưng hắn hiển nhiên không biết thiên kiếp ở trước mặt lăng hàn vốn là chất dinh dưỡng dùng cho hắn tìm hiểu nếu như thật bị thiên kiếp của tinh thần cảnh oanh kích vậy thần cốt của hắn có thể không tổn hại nhưng da rẻ huyết nhục chắc sẽ bị nổ nát tan bất quá chỉ là một đạo dư âm, vậy thì chỉ là chút lòng thành, căn bản không thể ảnh hưởng. Soảng, thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời đánh vào Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai, chuẩn xác không sai sót, một cái là tinh thần kiếp, một cái khác là nhật nguyệt cực cảnh kiếp, tuyệt đối sẽ không phách sai người. A, à, Tạ Đông Lai phát ra tiếng kêu thảm, cả người phun máu. Đối với bất kỳ thiên tài nào mà nói, thiên kiếp đều cực kỳ đáng sợ, cần toàn tâm toàn lực tiến hành đối kháng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị Lăng Hàn cùng thiên kiếp công kích hơn nữa lăng hàn vẫn là nhật nguyệt cực cảnh sức chiến đấu mạnh đến nỗi kinh người không kém gì thiên kiếp hắn nơi nào nhận được nếu chỉ như vậy ngược lại cũng quên đi bởi vì lăng hàn cũng đồng thời chịu đựng hắn cùng thiên kiếp công kích nhưng vấn đề là lăng hàn lại đánh giám không có điều này làm cho hắn tức điên khiếp sợ đến cực hạn cái thể phách này cũng quá biến thái đi hoàn toàn vượt qua lẽ thường đáng chết hắn nguyền rủa người đáng chết là ngươi lăng hàn vận chuyển tiên ma kiếm bùng nổ ra lực lượng và sát cơ vô cùng to lớn. Tạ Đông Lai dù sao cũng là thiên kiêu, hắn phát hiện thể phách của Lăng Hàn cực kỳ mạnh mẽ, liền thay đổi chiến thuật. Lấy thủ làm chủ, thời gian mỗi qua một phần, hắn sẽ mạnh mẽ một phần, cuối cùng bước vào tinh thần cảnh, lại thêm thiên phú võ đạo của hắn, hắn sẽ nắm giữ sức chiến đấu chí ít là tiểu cực vị hậu kỳ, đây tuyệt đối có thể trấn áp bất luận nhật nguyệt cảnh nào, bao quát nhật nguyệt cực cảnh. Mà cái này chỉ cần nửa ngày mà thôi. Hắn thu lại tất cả lực lượng, toàn lực phòng ngự nhưng chỉ mấy chiêu hắn thình lình phát hiện trình độ khó chơi của lăng hàn không kém thiên kiếp chút nào làm sao có khả năng mạnh như thế hắn rõ ràng vẫn không có đạt đến cực cảnh đỉnh cao còn không có khả năng nắm giữ sức chiến đấu của tinh thần cảnh nhưng vì cái gì như một vị cường giả tinh thần cảnh chứ cường đại như thế hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn hắn đương nhiên sẽ không biết lăng hàn được hai lần tiên khí gia trì hoàn thiện quy tắc hắn nắm giữ cái này tự nhiên để sức chiến đấu của hắn chí ít lại tăng lên một tinh dù cho vẫn không có đạt đến tinh thần cảnh cũng kém không lớn. Tiện dân chết tiệt, tạ đông lai nghiến răng nghiến lợi, không chỉ nữ nhân vừa ý bị cướp đi, hiện tại thậm chí ngay cả cảnh giới, sức chiến đấu cũng bị tiện dân không biết từ đâu đến kia vượt qua. Không thể nào tiếp thu được, hắn cắn răng, tay dương lên, đã có thêm một bức tranh, bay múa theo gió, dài khoảng một trường, phía trên vẽ 12 chiến sĩ, mỗi người mặc chiến giáp màu vàng, trong tay giơ chiến mâu. Cái này rõ ràng là một bức họa, nhưng lại tỏa ra sát khí ngất trời, thật giống như này không phải 12 bước chân dung, mà là 12 huyết tướng giết chóc vô số xa trường, giết một vạn người, đúc thành hung mâu trong tay bọn họ. Huyết thị, còn không hiện thân, tạ đông lai lớn tiếng kêu lên, ong ong ong, bức hòa cuộn tròn phát sáng, 12 chiến sĩ giáp vàng dồn dập từ trong bức tranh đi ra, hư lập ở trong không khí, trường mâu hướng thiên, sát khí nhất thời lấy tư thế gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng vọt. Hả, lang hàn khẽ cao mày, 12 chiến sĩ giáp vàng này mỗi một vị đều đạt đến tinh thần cảnh, tuy chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng thắng ở số lượng, gộp lại đủ để ngang hàng tiểu cực vị trung kỳ. Càng mấu chốt là, khí sát phạt quá đáng sợ, người ý chí hơi kém đối mặt bọn họ, phỏng chừng hai chân sẽ mềm nhún. Đáng chết, lại buộc ta dùng ra chiêu này, Tạ Đông Lai cắn răng, có điều, huyết thị vừa ra, coi như ngươi không chết, ta cũng có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đến thời điểm đó, xem ta chừng trị ngươi như thế nào. Đây là sau khi hắn bị thiệt lớn, về đến gia tộc được trưởng bối trực hệ ban tặng bảo vật, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể gọi ra 12 vị huyết thị, sức chiến đấu bay thẳng tinh thần cảnh. Nếu không thể kéo lăng hàn một buổi, hắn liền thực không tin. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một lần sát hạch của trưởng bối đối với hắn, nếu như bị bước vận dụng bức tranh này, vậy tự nhiên là thất bại. Có điều, hắn đã bước vào tinh thần cảnh, dù cho không được vị trưởng bối này thưởng thức cũng không đáng kể, Địa vị của hắn ở Tả gia vẫn tăng lên trên diện rộng. Đây chính là một vị tinh thần cảnh đại viên mãn của bổn tộc, lấy thần hồn 12 tên cường giả của Thải Lam Vân Đế triều luyện chế thành, phong ấn vào trong bức tranh, mỗi một vị huyết thị đã từng tạo xuống sát nhiệt vô biên, lại lấy tinh lực trên chiến trường luyện hóa, sát khí càng mạnh. Tả Đông Lai ngạo nhiên nói, chuyện này, ngươi làm sao chặn? Soảng, một tia chấp bổ vào trên đầu hắn, tuy bị hắn hóa giải đại bộ phận uy lực, nhưng vẫn khiến hắn vô cùng chật vật, tóc bay loạn có vẻ rất thảm, để hắn ngạo nhiên nhất thời không còn sót lại chút gì. Lấy thần hồn ra luyện hóa, thủ đoạn thật ác độc, tuy người chết ở trong tay lăng hàn cũng không ít, nhưng người tử thù tiêu, đến đây liền kết thúc. Tạ ra này lại luyện thần hồn của người thành bảo vật, ở lăng hàn xem ra, cái này quá thất đức. Có điều, lại là thần hồn, lăng hàn cười ha ha, thiên uy giật động, vù, nhất thời, không chỉ tu vi của tạ đông lai bị cắt bỏ hai tinh cấp, ngay cả 12 vị huyết thị sát khí trùng thiên cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải bọn họ sợ Lăng Hàn, mà là thiên uy hắn tản mát ra, loại thần hồn mất đi thân thể như bọn họ, lẽ ra không nên tồn tại ở trong thiên địa, sẽ bị thiên kiếp nhằm vào, đánh cho hồn tiêu phách tán. Bởi vậy, thiên uy của Lăng Hàn vừa ra, dù cho cái này không phải thiên uy chân chính, nhưng vẫn để cho 12 huyết thị kính nể như thần. Chương 1409, tự tay giết chết thượng. Ta đề Tạ Đông Lai dùng hình miệng nói ra hai chữ này, đầu lưỡi muốn phun ra ngoài. Huyết thị cấp bậc tinh thần cảnh lại nơm nớp lo sợ ở trước mặt lăng hàn, một bộ như gặp phải thiên địch. Đó chỉ là một tiểu nhân vật nhật nguyệt cảnh, dù cho tu ra cực cảnh, có thể so sánh tinh thần cảnh, nhưng vẫn như cũ là cặn bã A. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu loạn rầm rầm, sắp hóa thành hồ rán. A, à, hắn kêu thảm thiết, bị cắt bỏ hai tinh, hắn làm sao có thể ngang hàng thiên kiếp. Tia chấp hạ xuống, một vết thương từ vai trái của hắn xuất hiện, trực tiếp nứt đến sườn phải, suýt chút nữa chém hắn thành hai đoạn. Vì sao lại như vậy? Tạ Đông Lai ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi chỉ là tiện dân, dựa vào cái gì có thể cưỡi đến trên đầu ta. Ta dùng một ngón tay cũng quý giá hơn ngươi gấp trăm lần, tạ ra ta tùy tiện điều động một cao thủ liền có thể trấn áp ngươi ngàn tỷ lần. Ngươi nói xong hay chưa? Lăng Hàn lạnh lùng nói, từ lúc đối phương có ý đồ với thiên phượng thần nữ, hắn đã tuyên án tạ Đông Lai tử hình. Ngươi cái tiện dân này, chẳng lẽ ngươi còn thật sự dám giết ta? Tạ Đông Lai tức đến nổ phổi, hắn vốn ở dưới lăng hàn cùng thiên kiếp giáp công lão đà lão đảo, hiện tại sức chiến đấu còn bị tước đi hai tinh, chuyện này làm sao đánh? Lẽ nào ngươi cho rằng, ta đang đùa giỡn ngươi sao? Lăng hàn không khỏi nở nụ cười, ngươi không dám, tạ đông lai nguyên bản xem thường sử dụng chiêu này, nhưng hiện tại hắn thực sự là không có cách nào. Trong cơ thể mỗi một từ tôn của tạ gia đều được gieo xuống một đạo lạc ấn, chỉ cần bỏ mình, lập tức có thể khiến cao thủ gia tộc cảm ứng, hoàn toàn bày ra dung mạo, khí tức của hung thủ, vì lẽ đó nếu như ngươi giết ta lão tổ tạ ra ta ở phủ cận tất nhiên sẽ đích thân ra tay là thật hay giả lăng hàn không để ý giết hắn không chút lưu tình tiên ma kiếm tự mình triển khai thảo phạt kiếm ảnh như rực cháy sức chiến đấu đáng sợ đến kinh người lăng hàn thì kích hoạt thần văn chấp giật lấy thiên lôi oanh kích công kích cực kỳ đáng sợ tạ đông lai kinh hãi hắn đã nói hậu quả cho lăng hàn sao tên này vẫn nhất ý làm ở đây giết hắn tạ tiền sẽ lập tức cảm giác được lấy năng lực của đại năng hằng hà cảnh một bước liền có thể đến đây sau đó một cái tát đập chết lăng hàn vì giết mình không tiếc bồi mình đi vào điên rồi không phải hắn chửi bới mình nhưng nói đến thiên phú võ đạo cơ duyên lăng hàn xác thực vượt xa hắn đổi thành hắn tuyệt đối là cực kỳ tiếc mệnh làm sao có khả năng cùng người đồng quy vô tận thời khắc này hắn không chỉ sợ thậm chí có loại oan ức không nói ra được không nên chơi người như thế ta không có nói dối trong cơ thể ta quả thật có một lạc ấn của gia tộc, khắc vào trên thần hồn, bảo vệ bí thuật tạ ra mà ta nắm giữ, bất luận người nào muốn buộc ta nói ra bí pháp của tạ ra, lạc ấn sẽ đổ nát, đồng thời để cường giả tạ ra biết là ai mưu đồ gây rối. Tạ Đông Lai vội la lên, nếu như ta bị giết, cũng tương tự như thế, Lăng Hàn cười ha ha, người đang độ kiếp, chỉ cần ta đổ thêm dầu vào lửa, người tạ ra các ngươi chỉ có thể cho rằng ngươi là thằng ngu, ngay cả thiên kiếp cũng qua không được. Cái này, da mặt của tạ Đông Lai nhất thời vặn vẹo, đây là hoàn toàn có thể. T, đây chính là nguyên nhân Lăng Hàn không bỏ qua sao. Hắn quyết để mình trọng thương, cuối cùng khiến mình chết ở trong tay thiên kiếp. Quá đáng ghét, thân hình của tạ Đông Lai xoay một cái, hắn muốn chạy trốn. Đi được sao, Lăng Hàn trấn áp thô bạo, cứ tiêu hao như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tạ Đông Lai điên cuồng phá vòng vây, hắn không muốn chết, phát động vô số đạo công kích về phía Lăng Hàn. Hắn thật đang liều mạng, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao tuổi thọ, đẩy sức chiến đấu của mình lên độ cao mới, bằng không hắn căn bản không thể thoát khỏi Lăng Hàn phong tỏa. Lăng Hàn phát động Tuế Nguyệt Thiên Thu, vừa vận thử uy lực của bí pháp này một lần. Công kích quét đến, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, tạ đông lai kinh hãi, theo suy đoán của hắn, dưới đòn đánh này Lăng Hàn sẽ bị đánh bay, mà hắn lại nhân cơ hội giết ra ngoài. Chỉ cần có thể trở lại bên cạnh lão tổ, vậy người có thể giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó tuyệt không có Lăng Hàn nhưng tại sao lăng hàn lại không có bị đánh bay chết lăng hàn oanh đến một quyền như là thiên băng oanh vai trái của tạ đông lai nổ tung bị oanh mất một tảng lớn cả cánh tay phải chỉ còn sót lại một chút dính ở trên vai phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống còn có thể chống đỡ mấy quyền lăng hàn tiếp tục oanh kích oanh 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 dưới nắm đấm thép thiên băng địa chấn nhưng tất cả động tĩnh đều bị thiên kiếp che lấp dù cho có người đi ngang qua nếu không tận mắt nhìn cũng sẽ không biết ở trong thiên kiếp kỳ thực còn có một hồi huyết chiến. Đương nhiên, hiện tại không thể xưng huyết chiến, mà là lăng hàn trà đạp tạ đông lai. Tạ đông lai cả người đẫm máu, trên người hắn hầu như không có một khối huyết nhục hoàn chỉnh, khí tức rơi xuống đáy vực, không cần lăng hàn ra tay, chỉ cần thiên kiếp bổ thêm mấy đòn, hắn liền vĩnh viễn an nghỉ ở đây. Hắn cực kỳ phẫn hận, rõ ràng lăng hàn là hung thủ giết hắn, nhưng chỉ có hắn mới biết, đối phương có thể thoải mái rời đi, thậm chí có thể xuất hiện ở trước mặt tạ tiền. Đang lúc này, Lăng Hàn ngừng tay, xoay người rời đi. a à, tạ Đông Lai phát ra giống to, thời khắc này, tâm hắn đẫm máu và nước mắt, thực sự là chết vô ích ha. À. Nhưng hắn thấy hoa mắt, một bóng người cấp xạ lại, một quyền oanh vào lồng ngực của hắn, lực lượng mang tính hủy diệt xung kích, để thần hồn của hắn như mái ngói phá nát. Là Lăng Hàn, tạ Đông Lai tràn ngập khó mà tin nổi, tại sao đối phương lại đột nhiên trở về cho hắn một đòn chí mạng. Hắn có thể cảm giác được, phòng ấn trong thần hải đang nứt ra, mà một khi hoàn toàn vỡ nát, chính là lúc hắn mất mạng, mà cảnh vật khi hắn còn sống chứng kiến, cảm ứng được đều sẽ theo phong ấn vỡ nát truyền quay lại trong đầu hết thảy cường giả tinh thần cảnh của tạ gia. Loại bí pháp này, hầu như mỗi một thế lực hằng hà cảnh đều nắm giữ, vừa ra đời liền bị gieo xuống, thứ nhất đại biểu thế lực này, thứ hai sau này có thể bảo vệ bí pháp học được bất truyền, ba là một uy hiếp, ai dám đụng đến người của ta, ta tất nhiên có thể biết ngươi, tìm được ngươi, săn giết ngươi. Chương 1410, tự tay giết chết hạ. Bởi vậy, thế lực của Hằng Hà cảnh cao cao tại thượng, truyền nhân của Hằng Hà cảnh cũng hoành hành vô kỵ, không người dám giết. Nhưng lang Hàn lại xuống tay, cố ý để tạ ra nhìn chằm chằm, phải biết hắn rõ ràng có thể không cần ra tay, Thiên Kiếp sẽ giải quyết vấn đề còn lại. Ngươi cho rằng ta sẽ không tự tay giết ngươi? Lăng Hàn nhìn Tạ Đông Lai, ở thời điểm hắn quyết định đánh giết Tạ Đông Lai, người này cũng chỉ có thể chết dưới tay hắn, mà không phải Thiên Kiếp tự tay giải quyết mới hả giận tạ đông lai kinh ngạc nhìn lăng hàn vào lúc này hắn cũng không biết nên nói lăng hàn điên cuồng hay khâm phục đối phương can đảm tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì tới hắn hắn sắp chết rồi ta sẽ chờ ngươi nhiều nhất mấy tức ngươi sẽ đi theo ta hắn hồi quang phản chiếu phun ra một câu hoàn chỉnh lăng hàn rung nắm đấm lên đùng cả người tạ đông lai bị oanh thành cặn bã thân thể hóa thành cho tàn thần hồn cũng thành cho một đạo gợn sóng quái lạ tuôn ra thật giống như có thể không nhìn không gian, trong nháy mắt chuyển tới vô cùng xa xôi. Thiên kiếp thuộc về tạ Đông Lai lập tức biến mất, nhưng Lăng Hàn lại bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, một đạo thần thức đã khóa chặt hắn. Quá mạnh mẽ, đối phương tuyệt đối cách mấy ngàn dặm thậm chí xa hơn, nhưng một đạo thần thức giật động, khóa chặt hắn, chỉ một ý nghĩ liền có thể giết hắn. Đây là, sức mạnh của hằng hà cảnh, tạ gia lão tổ tạ tiền, đại xích dương đế triều đại tướng quân, cường giả hằng hà cảnh đại cực vị. Đừng nói Lăng Hàn, cho dù là tam nguyên thượng nhân phục sinh, đối mặt tả tiền cũng chỉ có bị miểu sát. Mà hiện tại, chân thân của tả đại tướng quân còn ở trước quan tài ngộ đạo, nhưng một đạo thần thức bay đến, trực tiếp cho Lăng Hàn sự uy hiếp của cái chết. Sở dĩ chỉ uy hiếp là bởi vì Lăng Hàn còn độ kiếp, ở thời điểm người khác độ kiếp can thiệp, ra tay hại người sẽ cuốn mình vào, mà thay người bảo vệ, Lăng Hàn đã có kinh nghiệm, uy lực của thiên kiếp ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Dù cho tả tiền cũng không dám tùy ý độ thiên kiếp, tuy hắn chắc chắn không chết, nhưng tất nhiên phải tiêu hao một ít bản nguyên, vì giết chết một nhật nguyệt cảnh nho nhỏ. Đùa gì thế, thiên kiếp chỉ có nửa ngày, hắn có thể chờ, lẽ nào một tiểu bối nhật nguyệt cảnh còn có thể từ trong tay hắn đào mạng. Sợi thần niệm này cũng không nói lời nào, chất vấn lăng hàn tại sao muốn giết tạ đông lai, hay nói cái gì giết người của tạ gia ta nhất định phải chết. Không có, sợi thần thức của tạ tiền lặng lặng chờ như thế, lấy thân phận, thực lực của hắn, hoàn toàn không cần trêu chọc uy phong ở trước mặt một tiểu nhân vật, Kia hoàn toàn là nghiền ép trên cấp độ như đế vương nhìn bình dân. Lăng Hàn cũng lạnh lùng nhìn, thần thức của Tạ Tiền hóa thành một hư ảnh, chính là dáng dấp của Tạ Đại tướng quân, một thân áo giáp uy phong lẫm lẫm, tràn ngập thiết huyết sát phạt. Hắn nhìn chằm chằm vị cường giả hằng hà cảnh này, không sợ hãi chút nào. Soảng, thiên kiếp không ngừng nổ xuống, nhưng con mắt của Lăng Hàn không nháy một cái, tay cũng không nhấc, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Tiền, thật giống như muốn cùng vị cường giả này đánh một trận thực lực của ta bây giờ xác thực không bằng ngươi, nhưng ý ta như ý trời, ngươi không thể chấn. Thần thức của tạ tiền biến thành bóng người, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ giật mình. Ai có thể độ thiên kiếp nhẹ nhàng như vậy? Bởi vậy, dù cho tạ đại tướng quân đã thấy rất nhiều cường giả, nhìn quen tử vong, trải qua vô số nguy hiểm, nhưng không thể ức chế lộ ra kinh ngạc. Đây thực sự như đại cô nương ngồi kiệu hoa, dù sao cũng là lần đầu tiên A. À. Có thể làm cho một vị hằng hà cảnh thất thố, truyền đi thanh danh của lăng hàn tuyệt đối sẽ đại chấn một già một trẻ một mạnh một yếu cứ đứng song song như thế thực lực cách xa giống như thiên địa nhưng ở trên khí thế lăng hàn không hề yếu có mấy người dám nhìn hằng hà cảnh như thế đừng nói ánh mắt va chạm như thế một tia khí thức của hằng hà cảnh liền có thể nhìn nhật nguyệt cảnh thành cặn bã. đáng tiếc ngươi không phải con cháu tạ gia ta một lát sau tạ tiền mở miệng lấy khẩu khí cực kỳ tiếc nuối nói một câu như vậy có thể độ thiên kiếp ung dung như vậy đây là người đầu tiên hắn gặp qua ngay cả cường giả hằng hà cảnh như hắn cũng không thể không viết chữ phục đối với lăng hàn có vẻ tán thưởng mãnh liệt đáng tiếc ai bảo lăng hàn giết con cháu của hắn người của tạ gia không thể làm nhục vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếc nuối bởi vì một vương giả tương lai thậm chí là cường giả tuyệt đỉnh sẽ chết ở trong tay hắn điều này làm cho hắn có loại cảm khái như đốt đàn nấu hạc nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi hắn sống mấy trăm triệu năm thiên tài chết ở trong tay hắn há lại ít với cường giả Hằng Hà cảnh mà nói, thời gian nửa ngày như nháy con mắt, rất nhanh liền đi qua. Thiên Kiếp tiêu tan, y như lúc xuất hiện, kết thúc cũng nhanh đến kinh người, không có một chút xíu dấu hiệu. Soảng, tia chớp cuối cùng đánh xuống, sau đó Lôi Vân trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tạ Tiền ra tay, tay phải thò ra, một đạo ngân hà xuất hiện, di động ngàn tỷ ngôi sao, chân áp về phía Lăng Hàn. Trong mỗi một hành tinh khổng lồ đều bao hàm lực lượng của một tên cường giả tinh thần cảnh, ngàn tỷ cái đồng thời oanh đến dường như diệt thế, mà cái này còn chỉ là một tia thần thức của tạ tiền. ầm, um, một đòn đánh xuống, đại địa bị nổ ra một cái hố lớn, đường kính có tới trăm dặm, sâu đến hơn 10 dặm, cho thấy cường giả hằng hà cảnh đáng sợ. cái này còn là bởi vì ở chiến trường hai giới, nằm ở trong không gian kỳ diệu, bằng không ở bên ngoài ăn một đòn như thế, trong vạn dặm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. đá vụn bụi trần hình thành một đám mây hình nấm to lớn, bốc lên không. tạ tiền lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì công kích của hắn ở trong nháy mắt đánh tới trước người lăng hàn đối phương biến mất rồi hắn tiện tay cuốn một cái nhất thời thu cho bụi đầy trời tới người đâu tạ tiền lộ ra vẻ suy tư hắn tuyệt đối không có cảm ứng được không gian xé rách vậy khẳng định lăng hàn không có lấy thuấn di phù thoát thân lại nói phát động thuấn di cũng cần thời gian ở dưới một đòn của hắn dù cho lăng hàn có thuấn di phù cũng chỉ có thể nát ở trong tay lại nói nơi này để phạm vi công kích của hắn giảm nhiều nhưng Tuấn Di Phù cũng như thế, dù Lăng Hàn thật Tuấn Di cũng trốn không thoát phạm vi công kích của hắn, như thường phải chết. chương 1411, đứng song song hàng hà cảnh. Nhưng mà, Lăng Hàn lại như không khí, không thấy nữa rồi. Kỳ quái, tạ tiền không khỏi lầm bẩm hắn đã rất nhiều năm không động thủ qua, nhưng hôm nay bởi vì một người trẻ tuổi nhật nguyệt cảnh mà liên tục thay đổi sắc mặt hai lần. Bản tọa hiện tại đúng là hiếu kỳ, người này đến tột cùng nắm giữ thủ đoạn gì. Bản thể của hắn thả ra thần thức, nhanh chóng tìm kiếm tâm tích của Lăng Hàn. Bởi vậy, nhất thời để những cường giả tinh thần cảnh khác kinh ngạc, đang yên đang lành, người thả thần thức ra là có ý gì? Muốn khai chiến sao, hằng hà cảnh quá mạnh mẽ, nếu thần thức không kiêng rè gì thả ra, vậy có thể kéo dài tới hơn 10 ngàn dặm, mà ở trong khu vực hữu hiệu này, hằng hà cảnh có thể phát động công kích mạnh mẽ, như vừa nãy nhằm vào Lăng Hàn. Nếu ở địa bàn của mình, vậy không đáng kể, thần thức thả ra thì đã có sao, người nào dám quản. Nhưng nơi này không giống, Cường giả hằng hà cảnh lấy mấy chục tính, nếu ai thả ra thần thức, có thể sẽ bị những người khác cho rằng là đang gây hấn. Đừng nói nơi này còn có cường giả của minh giới, dù mọi người thuộc về một thế lực, cũng chưa chắc có thể tiến nhiệm đối phương như vậy, để cho mình ở dưới thần thức của người khác bao phủ, vạn nhất đối phương đột nhiên làm khó dễ, vậy mình sẽ gặp phải kết quả gì liền không nói trước được. Trước đó, mỗi một cường giả hằng hà cảnh đều thu thần thức của mình lại trong phạm vi cực nhỏ, để tránh kích thích người khác, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nhưng chính vì như thế, ai cũng không cho rằng tạ tiền gan to bằng trời đến muốn đối phó hết thảy hằng hà cảnh ở nơi này. Trước không nói sức chiến đấu của tạ tiền không hẳn cao nhất, coi như phải, bị nhiều cường giả như vậy vây công, hắn cũng nhất định xong đời. Bởi vậy, tất cả mọi người kỳ quái, đến cùng tạ tiền này đang dở cho quỷ gì. Tạ tiền không có tâm tình quản những người khác nghĩ như thế nào, hắn cũng không cho là mình sẽ bị vây công, dù sao cũng là cường giả hằng hà cảnh, nếu không có tử thù, ai cũng sẽ không tùy tiện khai chiến đương nhiên hắn cũng không thể làm quá mức, bằng không một khi hình thành tư thế liên hợp, vậy hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, cứng chiến tất bại, còn hẳn phải chết. Nhưng mặc hắn giật động thần thức tìm tòi ra sao, cũng không có phát hiện tâm tích của Lăng Hàn, để sắc mặt của hắn càng ngày càng quái lạ, cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Trên đời này sự tình có thể để hắn coi trọng đã không nhiều, nhưng đây tuyệt đối có thể tính là một cái trong đó. Tạ tiên, đủ chưa? Một cường giả hằng hà cảnh lạnh lùng nói, không kiêng rè chút nào mà thả ra thần thông, người đây là đang cố ý khiêu khích sao? một lần coi như thôi, nhưng luôn như vậy, người cũng thật quá mức, thật sự coi mình là vương giả sao? tạ tiền nhíu mày, biết nhẫn nại của các cường giả đã đạt đến cực hạn. lúc này chậm rãi thu thần thức lại, thần thức phảng phất như thủy chiều xuống, cấp tốc từ bốn phương tám hướng cuốn ngược trở về. mà khi thần thức của hắn lùi đến chiếc quan tài cổ, lại đột nhiên ngẩn ra. a, à, hắn phát ra một tiếng rên lên, sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo đến không thành hình người, thần thức nổi khùng như biển gầm, khởi sướng xung kích. A, à, chỉ trong nháy mắt, có ít nhất mấy trăm người bị đánh nổ thần hồn, biến thành xác chết di động, mà phụ cận còn có một vị cường giả hằng hà cảnh của minh giới, hắn cũng bị thần thức của Tạ Tiền công kích, nhất thời giận tím mặt, công về phía Tạ Tiền. Nhưng một trưởng của hắn vẫn không có đánh ra, liền ngơ ngác thất sắc, bởi vì dáng dấp hiện tại của Tạ Tiền thực vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy ra máu đen, cái này nếu như đặt ở trên người phàm nhân, tuyệt đối là không còn sống lâu nữa thần linh đương nhiên không đến nỗi thất khiếu chảy máu liền chết, nhưng đường đường cường giả hằng hà cảnh lại sẽ thảm như vậy, hắn đến cùng làm sao? Giết con cháu minh giới ta, người không cảm thấy nên cho một cái công đạo sao? Cường giả minh giới kia lạnh lùng nói, vừa nãy chết đều là người của minh giới, hơn nữa còn có quan hệ với hắn, bằng không cũng không có tư cách ngồi ở bên cạnh hắn. Tạ tiền như không nghe thấy, hai tay bưng lỗ tai, càng ngày càng nhiều máu đen từ trong hai mắt, lỗ mũi, miệng, tai của hắn trào ra, xuyên thấu qua khe hở chỉ thấy tinh hà hiện lên nhưng từng viên tinh thần lại đang nổ tung tinh hà mỗi bể mất một viên lực lượng của hằng hà cảnh liền rơi xuống một phần đừng nhìn trong ngân hà có mấy vạn ngôi sao nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế không bao lâu nữa sẽ nổ hết sạch cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào điên rồi đúng là điên tạ tiền tóc tai bù xù mặt đầy máu đen như là ác quỷ từng viên tinh thần liên tiếp nổ tung hình thành sóng trùng kích đáng sợ mà càng khiến người ta khiếp sợ chính là, thần hồn của tạ tiền cũng thiêu đốt, cách mấy ngàn dặm cũng có thể thấy rõ. Bách sung, người lại dám đánh lén cường giả của thần giới ta. Cổ hứa đứng dậy, một thân trường bào màu vàng ống, tỏa ra khí thức mạnh mẽ, bá đạo. Đây là nhân vật thủ lĩnh của đại sích dương đế triều, cũng là cháu đời thứ bốn của sích diễm đế, được cho rằng là người có khả năng kế thừa đế vị nhất. Quả nhiên có bá khí, coi như tu vi cùng hắn tương đương, nhưng có thể ở khí phách sánh với hắn lại rất ít. Cường giả minh giới trước bị thần thức của tạ tiền công kích, cũng chính là bách sùng trong miệng cổ hứa, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Liên quan gì tới hắn, hắn mới là người bị đánh lén a cái này tốt, hắn vẫn không có hoàn thủ, liền nhìn thấy tạ tiền đầy mặt máu đen, một bộ không muốn sống, không thể sống, nhưng cùng hắn thật có nửa điểm quan hệ sao. Nếu hắn thật có thực lực mạnh mẽ như vậy, trước còn cần ẩn nhẫn sao, trực tiếp chừng mắt, quát mắng qua nha. Nếu như người mở miệng quát mắng hắn là một tiểu nhân vật, vậy hắn đương nhiên sẽ không nổi giận, trực tiếp đưa tay giết đối phương liền được. Nhưng hiện tại vị này là cổ hứa, bất luận là thân phận hay thực lực đều cao hơn hắn, vậy thì để hắn cảm thấy phẫn nộ cùng oan ức. Dựa vào cái gì oan uổng người, cổ hứa, con mắt của người mù sao, bên minh giới cũng đi ra một vị cường giả, bận trường bào màu xanh, nhìn qua không khác người thường, nhưng hai con mắt không ngờ như hồng bảo thạch, vô cùng quỷ dị. Cổ hứa không khỏi lộ ra vẻ thận trọng, đường nối hai giới ở vân đính tinh, một đầu khác là trường phong tinh của minh giới, mà người này chính là hoàng thúc phó đông lưu của trường phong tinh Thanh La Đế Triều, là cường giả tư cách lão, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. chương 1412, kịch biến, hắn chỉ trích bách sùng đánh lén, là bởi vì tạ tiền phản ứng quá không hiểu ra sao, hơn nữa đối với tinh thần của thần giới cũng là một loại đả kích, người xem, còn chưa khai chiến, người cũng đã thất khiếu chảy máu, sợ đến tự vỡ tinh hà. Nhưng nếu nói là minh giới đánh lén, kết quả liền không giống hắn nhìn phó đông lưu ánh mắt uy nghiêm đáng sợ thần minh hai giới vốn không thể ở chung hòa thuận đây là hình thái sinh mệnh quyết định cũng là quy tắc của hai giới quyết định sở dĩ song phương còn chưa khai chiến là bởi vì quan tài cổ quan hệ quá trọng đại vì lẽ đó hai bên đều ẩn nhẫn hiện tại tạ tiền đột nhiên phát điên cái này đã biến thành một ngòi nổ nhất thời để bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương a à, tạ tiền giống to hắn thiêu đốt linh hồn tự vỡ tinh hà ở trong nháy mắt ngăn ngắn sức chiến đấu của hắn có thể nói là thăng hoa đến cực điểm, dễ dàng liền đột phá hàng hà cảnh đại cực vị, đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. đây là thiêu đốt sinh mệnh bạo phát, không còn đường quay đầu có thể đi, ngay cả thánh nhân ra tay cũng không cách nào nghịch chuyển quá trình này. nói cách khác, tạ tiền chết chắc rồi, nhưng ở trong quá trình hắn còn chưa chết, sức chiến đấu của hắn cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể khinh thường toàn bộ hàng hà cảnh. hắn không chỉ tự vỡ tinh hà, mà còn công kích về phía mọi người. ầm! Um, kinh động thiên hạ, cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, hắn hoàn toàn không phân địch ta, minh giới đánh, thần giới cũng đánh. Đáng ghét, đáng chết, nhiều cường giả sắc mặt kịch biến, tuy bọn họ cũng là hằng hà cảnh, nhưng hằng hà cảnh còn phân bồn tầng, bước vào đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại sức chiến đấu của tạ tiền rõ ràng là đại viên mãn, thậm chí đạt đến đỉnh phong, có thể nói ngay cả xích diễm đế, làm vân đế đích thân tới, cũng không dám nói có thể ổn ép tạ tiền một vị cường giả như vậy phát điên, ai có thể không sợ run tim mất mật? người dưới đại viên mãn chỉ có liên thủ, bằng không sẽ bị tạ tiền đánh giết. đại viên mãn thì không cần chật vật như vậy, bằng sức chiến đấu của bản thân liền có thể gánh vác. âm, um, âm, um, âm, um, đây chính là chiến đấu cấp bậc hằng hà cảnh. bình thường nếu khai chiến sẽ tiến hành ở trong tinh không, nhưng hiện tại triển khai ở trong đám người, cái này tự nhiên tạo thành thương vong cực kỳ khủng bố. chỉ mấy hơi thở thì chí ít có một phần ba người bị dư âm chiến đấu đánh chết không phân biệt đối xử, thần minh hai giới đều như nhau. Còn có rất nhiều người không chết, dồn dập lấy ra bảo vật mạnh mẽ, cũng đến từ chính cường giả hằng hà cảnh ban tạc, bằng không ngay cả tinh thần cảnh cũng vô dục, dự âm quét qua, tinh thần cảnh đỉnh cao cũng hóa thành cho bụi, chế tác ra bảo vật có thể có hiệu quả phòng hộ gì. Người đáng chết, lần này, không chỉ cường giả của minh giới đỏ mắt, ngay cả thần giới cũng không ngoại lệ, nơi này có quá nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài, còn có mấy cái như xích hoang cực, Thạch Hoàng có bảo vật của hàng hà cảnh thậm chí thánh cấp. Tử thương vô số, chỉ một hồi như thế, phòng trừng võ đạo của toàn bộ trường quang tinh vực sẽ ở trong tương lai mấy chục triệu năm lui bước một đoạn dài. Đương nhiên, minh giới cũng như thế, ảnh hưởng này sẽ cực kỳ sâu xa. Những cường giả này cũng ra tay toàn lực, quyết tâm giết chết tạ tiền, miễn cho hắn lại giết chóc. Lẽ ra, nhiều cường giả như vậy liên thủ đủ để chân áp bất kỳ một tên cường giả hằng hà cảnh nào, nhưng vấn đề là, tạ tiền điên rồi, hắn thiêu đốt linh hồn chi hỏa, cực kỳ điên cuồng, căn bản không thèm để ý mình có thể bị thương hay không, có thể chết hay không. Điên cuồng như vậy, còn ai có thể ngăn cản, tạ tiền đấu đá lung tung, tất cả mọi người chỉ chống đỡ, cũng may linh hồn chi hỏa sẽ tiêu hao hết, nhiều nhất khoảng một ngày, cho dù là cường giả hàng hà cảnh, thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ có thời điểm thiêu thành cho. Ở trong hỗn loạn, ai cũng không có cảm giác được, từng sinh linh bị đánh giết, thần hồn sẽ trôi nổi bồng bềnh tiến vào trong quan tài. Không, phải nói là quan tài cổ phát ra một sức hấp kỳ diệu, để thần hồn nguyên bản phải bụi quay về bụi, đất trở về với đất không tiêu tán, bị mạnh mẽ thu vào trong quan tài cổ. Cái này giống như ở trong quan tài phát sinh biến hóa mà ai cũng cảm giác không tới, bởi vì đây là thủ đoạn của cường giả chạm trần bày xuống, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhìn rõ ràng. Dưới hằng hà cảnh, tất cả mọi người triển khai lưu vong, cũng còn tốt, có đông đảo cường giả hằng hà cảnh giúp đỡ, miễn cưỡng khống chế tạ tiền ở trong phạm vi nhất định, cho mọi người khả năng đào mạng nhưng mà từng đạo từng đạo lực lượng kinh khủng xung kích vẫn tàn phá một khi bị đuổi theo chắc chắn phải chết cũng chỉ có vương giả như thạch hoàng bản thân là tinh thần cảnh lại có bí bảo ở trong tay thành thạo điêu luyện chạy ra vạn dặm cuối cùng thoát khỏi phạm vi công kích của tả tiền mà đám người vân nữ nguyệt ảnh thì vô cùng chật vật không có bỏ mạng đã là vận khí mặc bọn họ thiên tài ra sao ở trước mặt cường giả hằng hà cảnh vẫn yếu đến không đỡ nổi một đòn dù như vậy 99% người trẻ tuổi đều chết ở nơi này, lượng lớn sinh hồn bị thu vào quan tài, thúc đẩy quan tài phát sinh biến hóa. Thẻ thẻ thẻ, quan tài cổ phát ra tiếng vang, nắp quan tài từ từ mở ra. Quan tài cổ phảng phất tuyên cổ cũng sẽ không thay đổi, đột nhiên phát ra tiếng vang, nhất thời, để hết thảy cường giả hằng hà cảnh cả kinh. Coi như bọn họ không có đích thân trải qua, cũng đã từng nghe nói, có một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi lưu lại cơ duyên, chỉ cần trợ giúp con gái của hắn chuyển thế sống lại liền truyền một môn bí pháp tuyệt thế. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều muốn ngừng chiến, tranh cướp cơ duyên này. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tạ tiền như chó điên, vẫn đang không ngừng ra tay, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có ý nghĩ giết chóc, tử vong. Đường đường cường giả hằng hà cảnh, lại sẽ rơi xuống kết quả như thế, ngẫm lại cũng làm cho người thổn thức. Quan tài cổ thẻ 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 vang vọng, đỉnh chóp tách ra, hiện ra một nắp quan tài to lớn, thật giống như một mảnh mây đen, lớn kinh người, kéo ra một cái bóng đen thật dài. Nhiều cường giả tràn ngập chờ mong, then chốt để bọn họ vượt qua hàng hà cảnh, bước vào thánh nhân ở đây. chương 1413, tàn sát lớn, ầm, um, một cột sáng phóng lên trời, trực tiếp nổ ra một cái động ở trên đại địa, phá tan không gian hỗn loạn của chiến trường hai giới, đồng thời bắn vào tinh không của thần giới cùng minh giới, tỏa ra quang minh vô tận, còn muốn sáng hơn thái dương, dù cho cách một tinh vực cũng có thể thấy rõ nhiều cường giả hằng hà cảnh bay lên tán loạn muốn triển khai tranh cướp nhưng vào lúc này cột sáng kia xoay tròn vô cùng nhanh ngay cả hằng hà cảnh cũng không cách nào né tránh soạt, trong nháy mắt liền xoay tròn mấy vạn vòng a à, có cường giả hằng hà cảnh phát ra tiếng kêu thảm bọn họ hoảng sợ phát hiện thần hồn của mình bị nhen nhóm tinh hà tự mình đổ nát thật giống như tăng thêm nhiên liệu cho thần hồn để thần hồn đốt càng ngày càng vượng hoàn toàn dừng không được nữa chuyện này đây là đi lên con đường chết ga khác tạ tiền ở chỗ, một cái là mất đi lý trí, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, còn bọn họ thì thanh thanh sở sở ý thức được cái gì đang phát sinh, mà điều này cũng làm cho bọn họ tim mật đều nứt. Tử vong không đáng sợ, nhưng trơ mắt nhìn mình đi tới tử vong, trải qua như vậy tuyệt không phải ai cũng có thể chịu đựng. Nhưng không ai có thể phản kháng, ngay cả đại năng Hằng Hà cảnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình cháy hừng hực, sức sống ở trong thời gian cực ngắn phóng thích. Sinh mệnh tinh khí của cường giả Hằng Hà cảnh kinh người cỡ nào, mặt đất trong nháy mắt sinh ra vô số cây cỏ hoa tươi mắt trần có thể thấy những cây cỏ này từ trong mặt đất chui ra đâm trồi nảy lá khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng nở ra hoa tươi mùi thơm tung bay để thế giới dưới lòng đất này phảng phất biến thành nhân gian tiên cảnh nhưng cái này đánh đổi quá to lớn mười mấy hàng hà cảnh a sinh mệnh vô tận thiêu đốt mới sẽ trình diễn một hồi sinh mệnh kỳ tích như vậy mỗi một tên cường giả hàng hà cảnh gào thét nỗ lực muốn thoát khỏi khốn cảnh như vậy thế nhưng vô dụng một loại lực lượng vượt xa bọn họ tác dụng lên người, để bọn họ chỉ có thể trở thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người sâu xé. Giống tạ tiền, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một ngày mà thôi, sau một ngày, bọn họ sẽ hoàn toàn hóa thành cho, dù cho thể phách vẫn như cũ, nhưng không có thần hồn, bọn họ vẫn là một người chết. Đây là một trận tàn sát, cũng là thảm kịch chưa bao giờ gặp của trường quang tinh vực trong 10 tỷ năm qua, mười mấy cường giả hàng hà cảnh bị tập thể tàn sát, khai sáng một tiền lệ. Trong hắc tháp, lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ trợn mắt ngoác mồm thiên phượng thần nữ là nghe lăng hàn thuật lại tình huống trước mắt làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ dưới cái nhìn của nàng hằng hà cảnh chẳng khác nào vô địch thiên hạ những cường giả vô địch như vậy lại không còn sức đánh trả đều bị thiêu hồn xem ra đinh tử chân cũng không có nói hết chân tướng cho chúng ta lăng hàn trầm giọng nói thiên phượng thần nữ gật đầu ngay cả hằng hà cảnh cũng bị đốt đi thánh nhân đến cũng như thế vậy trên đời này có ai có thể cứu sống đinh linh được không chỉ không có nói cho chúng ta biết chân tướng sợ là chúng ta còn bị lợi dụng nàng suy đoán nói sở dĩ đinh tử chân an táng con gái ở đây có khi bởi vì nơi này là chiến trường hai giới lang hàn gật đầu ngàn tỷ năm qua nơi này không biết chết bao nhiêu người chảy bao nhiêu huyết tuy ta không biết cụ thể làm sao đoàn tụ hồn phách của một người đã chết nhưng nghĩ hẳn có quan hệ với tử vong máu tươi vậy chiến trường hai giới chính là địa phương thích hợp nhất ngàn tỷ năm tích lũy phỏng chừng là đạt đến một điểm giới hạn nào đó vì lẽ đó nơi này mới xuất hiện ở thế gian. Thiên phượng thần nữ nói theo, để người sống huyết tế, hẳn là bước thứ hai a à. Lăng Hàn nói, ngũ tông có thể luyện chế nhất giới đan, vậy thủ đoạn của đinh tử chân càng thêm kinh người, lấy thần linh làm tài liệu, luyện ra đại dược chân chính, đúc lại linh hồn của một người chết đi không biết bao nhiêu năm, lại chuyển thế trùng sinh. Thiên phượng thần nữ nói, hai người nhìn nhau một cái, đại thể có thể suy đoán ra chân tướng của chuyện này, nhưng vấn đề là, bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở trong hắc tháp ngồi xem. Đi ra ngoài, một con đường chết, hy vọng con thỏ cùng lão nhân xâm háo sắc kia không có chuyện gì, đám người vô diện đã chạy xa, hẳn là không sao. Lăng Hàn thở dài, ân, thiên phượng thần nữ gật đầu, đám vương giả vô diện chạy trốn nhanh, thực lực lại tương đối bất phàm, chạy đi hẳn không có vấn đề. Mà con thỏ cùng lão nhân xâm tuy cảnh giới không cao, nhưng làm người cực kỳ trơn trượt, công lực chạy trốn nhất lưu, chỉ nói năng lực chạy chối chết thì có thể so với tinh thần cảnh. Có Điều Tử Nguyệt thần nữ liền, hai người lăng hàn đồng thời mở miệng nhưng lại lập tức im bặt. Bọn họ đều nhận ân huệ của Tử Nguyệt thần nữ, nhưng dưới tình huống trước mắt, bọn họ căn bản không thể đi ra ngoài cứu Tử Nguyệt thần nữ, điều này làm cho trong lòng bọn họ không dễ chịu, đồng thời cũng sản sinh phẫn nộ với Đinh Tử Chân. Người phục sinh con gái là một chuyện, nhưng để nhiều người đánh đổi mạng sống như vậy, cũng quá phát điên. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đinh tử chân không khác ngô tông cũng trôn giết vô số sinh linh đùng 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 từng vị cường giả thiêu đốt hết sinh mệnh thân thể ngã xuống ở bề ngoài xem không có một chút xíu tổn thương nhưng trên thực tế linh hồn của bọn họ đã không còn bị chết triệt triệt để để ầm ừ, trong quan tài cổ lần thứ hai phun ra một cột sáng còn lớn hơn cột sáng trước mà ở trong cột sáng một bóng người chậm rãi bay lên tứ chi rủ xuống phảng phất ngủ say lại phảng phất như đang hôn mê đây là một cô gái nhưng hiện tại chỉ còn da bọc xương, mặc quần dài màu xanh biếc, ở trong gió nhẹ nhàng tung bay. Chuyện quái dị xuất hiện, làn da của nàng đang trở nên đẫy đà, thật giống như có một luồng sinh mệnh truyền vào thân thể của nàng, từ chân phải bắt đầu, da rẻ khô héo cấp tốc trở nên thủy nộn, sau đó đi lên, nhưng chỉ giới hạn ở nửa người. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái mông của nàng nguyên bản khô quắt chậm rãi vểnh lên, rắn chắc, tròn trịa, mà ngực cũng chậm chậm đứng thẳng, có khe núi, độ cong kinh người. Cuối cùng là mặt, môi anh đào như lửa, gò má như ngọc, tóc đen cũng khôi phục ánh sáng lộng lẫy, hiển lộ ra đường viền mỹ lệ. Nhưng cái này chỉ có nửa bên, veo, cột sáng đột nhiên biến mất, nữ tử kia vẫn đứng ở giữa không chung như cũ. Mí mắt nàng run lên, mở hai mắt ra, chương 1414, kết cục bi thương. Oanh, khí thế đáng sợ giật động, là thánh cấp. Ở trong tinh vực này, đây là lực lượng vô địch, trừ khi tiên vực xuất binh, nếu không ai cũng không thể ngang hàng. a à, có điều, nữ tử vô cùng mạnh mẽ này ôm đầu rên lên, lực lượng đáng sợ rung động, cuốn lên bụi mù vô biên, oanh oanh oanh, đẩy bắn về phía bốn phương tám hướng, đùng đùng đùng, quan tài dưới thân nàng hiện ra vết dạn nứt, sau đó đột nhiên đổ nát, hóa thành ngàn tỷ mảnh vụn. Đây không phải nàng tạo thành, mà là chiếc quan tài cổ này đã thành sứ mệnh, nếu không thì, không phải đến một vị thánh nhân liền có thể đánh mở quan tài, phá hoại bố cục của đinh tử chân sao. Ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Cô gái này ngửa mặt lên trời hét lớn, trong thanh âm tràn ngập oán hận bây giờ nàng tuyệt đối không xương được mỹ nữ thậm chí không thể xem như là một người bình thường một nửa dung nhan như ngọc một nửa như bộ xương đối với nữ nhân mà nói đây là không thể tiếp thu hơn nữa coi như nàng đạt đến sáng thế cảnh cũng không thể trọng sinh huyết nhục bởi vì đây không phải bị thương mà là vong hồn đoàn tụ lại kích hoạt sinh cơ của thân thể đã sớm chết héo thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên nhưng đinh tử chân hiển nhiên tính toán sai lầm tuy làm cho nàng sống trở về nhưng chỉ có nửa bên thân thể khôi phục sinh cơ đây chính là tranh giành với thiên địa mặc ngươi mạnh mẽ ra sao nhưng có khả năng tranh qua trời sao bởi vậy nửa người của nàng là khẳng định không thể khôi phục trừ khi lại lấy phương thức như thế làm thêm lần nữa nhưng mà quan tài đã hủy đây là then chốt không còn vật như vậy cô gái này hiển nhiên phải dùng bộ dáng kỳ quái kia sống tiếp nếu đinh tử chân không có nói dối việc này vậy nữ tử kia chính là đinh linh nàng phát ra gào thét cực kỳ thê thảm ầm um, ầm um, ầm um, nàng không ngừng vung quyền trà đạp đại địa đến vụn vặt có điều nơi này là đường nối hai giới quy tắc quái lạ hơn nữa thiên địa kết cấu dị thường ổn định lại chịu đựng được một vị thánh nhân toàn lực tàn phá ta hận ngươi hận ngươi đinh linh lớn tiếng kêu lên đột nhiên nhắm cái chán của mình vỗ xuống một trường đùng nhất thời chán của nàng nổ tung thậm chí cả người biến thành vô số mảnh vỡ vừa phục sinh chỉ mấy hơi thở nàng liền tự sát veo thân thể của nàng hóa thành hư vô, nhưng một khối thủy tinh như ngón tay từ giữa bầu trời rớt xuống, lại có thể chịu đựng được một đòn toàn lực của thánh nhân mà không hư. Lăng Hàn nói cho thiên phượng thần nữ tình cảnh mình nhìn thấy, thiên phượng thần nữ đầu tiên là khiếp sợ, về sau thở dài nói. Ta nếu là nàng, nói không chắc cũng sẽ lựa chọn kết cục tương tự. Tại sao, Lăng Hàn hỏi, đối với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ mà nói, dung nhan là trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua sinh mệnh. Thiên Phượng thần nữ thông thả nói, tràn đầy đồng tình, "Nếu ta bị hủy dung nhan, vậy tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi, tha rằng tự sát, hủy diệt thân thể của mình, cũng phải để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc ta đẹp nhất." Lăng Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói, "Vĩnh viễn không được có ý niệm như vậy, chỉ cần có mệnh, hết thảy đều có thể thay đổi, nhưng nếu như người chết, vậy liền thành ván đã đóng thuyền, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào thay đổi." Thiên Phượng thần nữ gật gù, nhưng Lăng Hàn biết nàng căn bản không nghe lọt vào tai, nếu thật không cách nào khôi phục dung nhan, nàng vẫn sẽ chọn cách làm như đinh linh. Nữ nhân, có lúc chính là khó hiểu như thế. Lăng Hàn thở dài, cùng thiên phượng thần nữ từ trong hắc tháp đi ra, trong không khí vẫn có khí thức vĩ đại đang chấn động, kia là khí thức thuộc về một vị thánh, dù cho chết đi, nhưng vẫn có thể tồn tại thời gian rất dài. Kết cục như vậy, hẳn là đinh tử chân lúc trước làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn hao tổn tâm cơ, không biết bố cục bao nhiêu năm, nhưng con gái mới vừa sống lại liền tự sát bất quá ở lăng hàn nghĩ đến dù cho biết sẽ là kết cục như vậy đinh tử chân lựa chọn cũng sẽ không thay đổi vẫn sẽ dùng vô số sinh linh đổi lấy cơ hội duy nhất để con gái sống lại cho dù chỉ có một khắc ngăn ngắn hắn cũng sẽ hài lòng bởi vì hắn nỗ lực qua cho con gái cơ hội lựa chọn mà không phải bất đắc dĩ chết ở trong tay vị hôn thê của hắn lăng hàn không khỏi hỏi mình nếu đổi thành mình hơn nữa có cơ hội như vậy hắn sẽ làm thế nào hắn sẽ vì nhi tử điên cuồng một lần sau. Bất kể nói thế nào, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là tin cậy nhất. Lăng Hàn nói, có thực lực mới có thể tránh bi kịch phát sinh, mà bất luận sau đó làm sao đi bù đắp, cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Ừm, thiên phượng thần nữ gật đầu, nhìn thấy kết cục của Đinh Linh, làm cho nàng cũng phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lăng Hàn nhặt khối thủy tinh mà Đinh Linh rơi xuống, chỉ nháy mắt, trong thức hải của hắn nhất thời có thêm một luồng ký ức không thuộc về mình, cũng trong lúc đó, hắn còn có cảm giác bị người nhìn chăm chú. Cái ký ức này là, tuế nguyệt thiên thu hoàn chỉnh, từ nơi này lấy ra cát vàng dù sao không thể bằng trí nhớ đầy đủ của đinh tử chân, bởi vậy, tuy tiểu tháp để luyện ra một thức tuế nguyệt thiên thu, cũng bị lang hàn nắm giữ, bất quá cái này không thể xưng là tuế nguyệt thiên thu chân chính, nhưng hiện tại là hoàn chỉnh. Khối thủy tinh này, lẽ nào chính là trí chí bảo mà đinh tử chân từ trong gia tộc vị hôn thê mang ra, mới có thể ở trong năm tháng dài lâu ngưng tụ vong hồn, để đinh linh phục sinh. Mà nếu đinh linh chảy xuôi huyết mạch của đinh ra, đương nhiên cũng nắm giữ thiên thu tuế nguyệt. Đinh tử chân xếp đặt tất cả mọi người một đạo, căn bản không nghĩ tới truyền thụ bí pháp của gia tộc, nhưng thế sự vô thường, kết quả vẫn rơi xuống trong tay lăng hàn. Chỉ là, loại cảm giác bị nhòm ngó kia, nếu cái này là bảo vật của một thế lực nào đó ở tiên vực, vậy khẳng định có ký hiệu đặc biệt, nhưng trước bị quan tài cổ trấn áp nên không tiết lộ, hiện tại rơi xuống trong tay lăng hàn, liền xúc động ký hiệu kia, để gia tộc ở tiên vực phát hiện hắn. Lăng Hàn vội vã cùng thiên phượng thần nữ tiến vào hắc tháp, thời gian quá ngắn, có thể gia tộc kia còn không thể xác định vị trí cụ thể của hắn, nhưng phỏng trừng dung mạo, khí tức của hắn đã bị tra được. Còn không tiến vào tiên vực, cũng đã có phiền phức. Lăng Hàn lấy lực lượng hắc tháp tẩy đi hết thảy dấu vết trên khối thủy tinh, sau đó cùng thiên phượng thần nữ bắt đầu bế quan. Trường 1415, đột phá tinh thần cảnh thượng thiên phượng thần nữ cần thời gian cảm ngộ tăng lên nắm giữ đối với quy tắc thiên địa hết sức tăng lên độ cao ở cực cảnh đạt tới đỉnh phong mà lang hàn cách cực cảnh đỉnh cao chỉ một bước hắn đồng dạng cần rất nhiều thời giờ đi xung kích tinh thần cảnh đại nhân vật của tạ gia đều biết tạ đông lai bị hắn đánh giết mà tuy tạ tiền chết nhưng tạ gia vẫn có cường giả tinh thần cảnh chỉ không biết cụ thể là tu vi gì bởi vậy nếu lang hàn muốn trở lại san bằng ngũ tông tất nhiên cần phải có lực lượng đối kháng tạ gia nếu không thì một bên là hắn quét ngang ngô tông, một mặt lại bị tạ ra truy sát, vậy gọi là sự tình gì? Vì lẽ đó, hắn thả nhất cổ tác khí sông lên tinh thần cảnh, lại đi tìm ngô tông thanh toán, ngược lại cũng chỉ là sự tình mấy năm mà thôi. Hai người bế quan, có cuồng giáo huyết linh đan, bọn họ đều không cần lo lắng tích lũy nguyên lực, chỉ cần chuyên tâm tăng lên cảm ngộ là được. Rất nhanh. Lăng Hàn ăn vào viên cuồng giáo huyết linh đan cuối cùng mà hắn có thể dùng, đẩy tu vi lên tới cực cảnh đỉnh cao, mà tiếp đó, hắn liền bắt đầu bế tử quan cảm mộ huyền diệu của tinh thần cảnh trên lý thuyết mà nói hắn tiến vào cực cảnh không dùng bao nhiêu thời gian vậy bước vào tinh thần cảnh phải càng nhanh hơn nhưng sự thực không phải như vậy hắn luôn cảm thấy cùng thiên địa có một đạo ngăn cách làm cho hắn chậm chạp không cách nào vượt qua hắn xuất quan thỉnh giáo vô tương thánh nhân mới biết có một đạo cái gọi là tuyến tuổi tác thế gian này không có tinh thần cảnh dưới trăm tuổi lăng hàn tự nhiên không tin hổ nữ mới bao lớn không chỉ đã sớm bước vào tinh thần cảnh, thậm chí đã sông lên sáng thế cảnh, từ đâu tới tuyến tuổi tác trăm tuổi. Ân, có khả năng đây là nhằm vào sinh linh thần giới. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là dùng nhiều chút thời gian đến lĩnh ngộ, hắn vốn tưởng rằng nhiều nhất mấy tháng, nhưng thời gian lại vượt xa dự liệu của hắn. Dựa vào cuồng giã huyết linh đan mạnh mẽ tăng lên tích lũy nguyên lực, lúc này rốt cục lộ ra tai hại. Mỗi ba tháng, Lăng Hàn sẽ dừng lại một lần tiến hành tiên diễm rèn thân, mà ở bên ngoài đi qua ba tháng, trên thực tế hắn đã ngộ đạo gần 100 năm. 200 năm, 300 năm, 400 năm, thời gian lặng yên trôi qua, Lăng Hàn chậm chạp không cách nào đi ra bước then chốt, cái này để cho hắn biết, luân hồi thụ cũng có hạn chế. Thiên phượng thần nữ lại ăn một viên cuồng giã huyết linh đan, ở dưới tình huống có luân hồi thụ trợ giúp ngộ đạo, nàng bước vào cực cảnh hậu kỳ, lại 3 năm sau, nàng rốt cục bước vào cực cảnh đỉnh cao, hiện tại, tu vi của nàng đuổi bằng Lăng Hàn. Nhưng cái này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ, bởi vì Lăng Hàn rốt cục thu được đủ cảm ngộ cảnh giới, cửa lớn của tinh thần cảnh đã mở ra. Tinh thần cảnh chính là muốn ở trong đan điền sinh ra tinh thần. Trên lý thuyết mà nói, nhật, nguyệt cũng có thể nói là tinh thần, nhưng ở trên con đường tu luyện, cái này lại khác. Từ nhật nguyệt đến tinh thần cảnh, đại diện cho nội thế giới diễn hóa, trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Lại như võ giả thoát khỏi trọng lực phi hành, đây là một bay vọt về bản chất, mà vượt qua tinh cầu thậm chí tinh vực phi hành, kia càng là biến hóa to lớn. Tinh thần cảnh cũng như thế, đừng xem hiện tại chỉ cần ngưng ra một ngôi sao, nhưng độ khó vô cùng lớn, đầy đủ để lang hàn ở dưới luân hồi thụ ngộ đạo hơn 2.000 năm, lúc này mới rốt cục có hiểu ra. Thời gian này không dài một chút nào, nhật nguyệt cảnh dài nhất có thể nắm giữ 400 vạn năm tuổi thọ, nhưng có bao nhiêu nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cuối cùng chết già ở bình cảnh này. Vô số, dù cho có thể vượt qua, ít cũng phải mất trăm vạn năm. Đương nhiên cũng có thiên tài, tỷ như thạch hoàng, xích hoang cực, có thể ở trong vòng 1-200 năm đột phá, vậy khẳng định là mượn một loại bảo vật nào đó. Tựa như Lăng Hàn, tuy ngộ đạo hơn 2.000 năm, nhưng thực tế, ngoại giới chỉ qua 6 năm mà thôi. 6 năm liền vượt qua, nói ra không ai có thể tin tưởng. Nhưng Lăng Hàn không có đắc ý, hắn nghĩ tới hổ nữ, tiên vực lại có bao nhiêu thế lực như côn bằng cung, không nói bọn họ 5 năm, năm bồi dưỡng được một sáng thế cảnh, nhưng 50 năm, 500 năm liền được, vậy toàn bộ tiên vực lại có bao nhiêu tiên kiêu trẻ tuổi thật giống như ở tiểu thế giới phá hư cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng phóng tới thần giới tu luyện mấy năm liền có thể đạt đến độ cao như vậy mà ở tiên cảnh rất nhiều người vừa sinh ra chính là cảnh giới này từ tiểu thế giới chạy đến vậy nhất định phải một đường vượt mọi trông gai từ thấp nhất bắt đầu lang hàn cũng không cho rằng đây là một nhược điểm ngược lại một đường từ đầu đi tới có thể làm cho căn cơ của hắn càng thêm kiên cố hơn nữa ở thần giới chỉ cần là thế lực có chút gốc gác đều sẽ được tiểu bối vào trong tiểu thế giới, lại khai thiên tới, bổ túc trời sinh không đủ. Trong lòng Lăng Hàn suy nghĩ, một quan điểm ở trong đan điền của hắn sáng lên, cực kỳ óng ánh. Đây là hình thức ban đầu của tinh thần, Lăng Hàn tràn ngập chờ mong với tinh thần cảnh, đạt đến tinh thần cảnh, hắc tháp liền có thể mở ra tầng thứ 5, để ngũ hành hoàn thiện, hắn có thể tiến thêm một bước nắm giữ bất diệt thiên kinh. Mặt khác, phổ tường thánh nhân cũng có thể đoàn tụ thân thể, từ trong hắc tháp đi ra, một vị thánh nhân a, à, mặc dù bắt đầu lại từ đầu, nhưng thực lực tăng nhanh khẳng định hù chết người. Trọng yếu nhất là, tinh thần cảnh mới có thể ở thần giới phi hành. Đến đây đi, Lăng Hàn ngửa mặt lên trời nói, tóc đen bay múa, tỏa ra khí phách khiếp người. Ầm, um, lôi vân dày đặc, mơ hồ có thể thấy được chớp giật trắng lóa ở trong đó bốc lên, càng có thể nhìn thấy một tia điện lam sắc. Uy năng của Lôi Đình đang tăng lên, Lăng Hàn nghe nói, thánh nhân kiếp hoàn toàn là màu Lôi Đình xanh lam. Tại sao tinh thần cảnh ở thần giới có thể coi như cường giả? Chính bởi vì trong thiên kiếp của bọn họ ẩn chứa một tia lôi đình màu xanh lam. Chỉ một tia mà thôi, liền để Lăng Hàn bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cũng không phải không có thưởng thức qua thiên kiếp của tinh thần cảnh, trước cùng Tạ Đông Lai chiến đấu, đối phương chính đang độ kiếp, còn nỗ lực thúc đẩy lực lượng thiên kiếp tới đối phó hắn, bất quá khi đó kiếp uy của Tạ Đông Lai tuyệt không có mạnh như vậy. Chương 1416, đột phá tinh thần cảnh hạ. Cái này rất bình thường một cái là từ đại viên mãn đột phá, một cái khác là từ cực cảnh đột phá, tuy hai người qua đều là tinh thần cảnh, nhưng uy lực cách biệt đâu chỉ vạn lần. Trong kiếp phân của tạ Đông Lai, lôi đình màu xanh lam ít đến cơ hồ không thể nhận ra, hơn nữa còn là dư âm bắn đến trên người lăng hàn, vậy uy lực dĩ nhiên là càng thêm nhỏ. Đến đây đi, đến đây đi, lăng hàn tràn ngập chờ mong, thiên kiếp càng mạnh, hắn có thể nắm giữ lôi đình chịu uy tự nhiên cũng càng mạnh. Chỉ tiếc, trong tay hắn không đủ thần thiết đến tăng lên tiên ma kiếm, để hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Soảng, tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn khiêu khích, lượt thiên kiếp thứ nhất ầm ầm hạ xuống, hóa thành một tia chớp dài tới vạn trượng bổ xuống. Lăng Hàn không sợ, thể phách của hắn đã thẳng tiến thần thiết cấp 9, tinh thần kiếp phóng to mấy vạn lần này cũng không uy hiếp được hắn. Ngược lại, hắn tự nát thần cốt, ở trong thiên kiếp tiến hành rèn luyện, đây mới là thí luyện chân chính của hắn. 6 năm qua, hắn cũng tiến hành hơn 20 lần tiên diễm rèn thân, nắm giữ dục hỏa trùng sinh trên cơ bản đã đạt đến tiểu thành. Hiện tại, thời điểm hắn kết thúc tiên diễm rèn thân đã có thể khôi phục đến 18 tuổi, dù cho vẫn có chút trẻ, nhưng công năng nên có đã nắm giữ toàn bộ. Chỉ là trước hắn và thiên phượng thần nữ vẫn đang bế quan khổ tu, không có thời gian cho hắn đi tìm thiên phượng thần nữ trổ tài hùng phong mà thôi. Cảm mộ không ngừng xẹt qua ở trong lòng lăng hàn, hắn đã vỡ thành vô số cốt nhỏ, thịt nát, như tinh vân nằm dày đặc, nhưng một loại lực lượng huyền diệu lại làm cho hắn duy trì sức sống, kia là hắn tu luyện bất diệt thiên kinh đến độ cao nhất định, bằng không đổi một người làm như thế, này tất nhiên sẽ để nguyên khí tổn thương nặng nề. Ở trung tâm tinh vân, một điểm sáng cực kỳ óng ánh, hơn nữa còn đang phóng to, vừa bắt đầu chỉ là một điểm sáng, nhưng hiện tại lớn như ngón út, giật đáng ra lực lượng của tinh thần. Đây là ngôi sao thứ nhất của Lăng Hàn, ở sau khi mở ra đại môn này, trước mắt Lăng Hàn xuất hiện một thế giới khác, chỉ cần ngưng thần liền có thể bắt lấy từng đạo từng đạo quý tích xẹt qua trong thiên địa, kia là quy tắc thiên địa, lóe lên liền qua, bắt giữ cực kỳ khó khăn, bởi vậy nắm giữ quy tắc cũng cần thời gian rất dài. Lăng Hàn bắt giữ những quỹ tích này, cái thứ nhất hắn muốn nắm giữ, chính là lực lượng phi hành. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì quy tắc tương quan đến phi hành là nhiều nhất, tần suất xuất hiện cao nhất. Chẳng trách mỗi tinh thần cảnh đều có thể phi hành, bởi vì đây là năng lực dễ nắm giữ nhất. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn nhất niệm xoay chuyển, vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, hắn lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất lên hắn nhẹ nhàng nói hai chân nhất thời rời mặt đất lấy trạng thái trôi nổi đứng ở trên không trung thoát khỏi đại địa ràng buộc lang hàn cười ha ha hơi suy nghĩ veo hắn phá không mà lên qua lại ở trong thiên địa tốc độ nhanh kinh người từ nhật nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh đây là một biến chất tốc độ đương nhiên cũng vượt qua rất nhiều lần từ thời khắc này ta mới miễn cưỡng có thể tính là một cường giả lang hàn thở ra một hơi nở nụ cười chuyện cần làm rất nhiều nhưng cái thứ nhất chính là tái tạo thân thể cho vô tương thánh nhân. Lăng Hàn trở lại trong hắc tháp, hắn lập tức phát hiện món bảo khí này không giống, nhưng lại không nói ra được ở nơi nào. Ngũ hành hoàn thiện, có thể cho là một thế giới chân chính. Tiểu Tháp xuất hiện, Từ Tốn nói, Lăng Hàn chưa kịp hỏi kỹ, liền nói, ta muốn tái tạo thân thể cho vô tương thánh nhân, nên làm như thế nào? Đơn giản, lấy lực lượng ngũ hành, liền có thể nặn ra thân thể ngũ hành. Tiểu Tháp Từ Tốn nói, có vẻ không để ý chút nào. Cũng đúng, hắc tháp ở tiên vực cũng là siêu cấp trí bảo, mà ở tiên vực, thánh nhân tất nhiên là chạy đầy đất, mà ở tiểu tháp xem ra, vô tương thánh nhân so với một con chó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dạy ta, Lăng Hàn nói, đây là sự tình hắn đáp ứng vô tương thánh nhân, đương nhiên phải làm được. Tiểu tháp truyền cho hắn một đoạn khẩu quyết, làm sao ngưng tụ ngũ hành nguyên tố, tạo thành thân thể ngũ hành. Hơn nữa, nó còn ở trong khẩu quyết gia nhập một bí pháp cấm kỵ, chỉ cần nó hoặc Lăng Hàn động ý nghĩ, liền có thể hủy diệt thân thể ngũ hành này đây là để ngừa vạn nhất nếu như vô tương thánh nhân bất động tàn niệm vậy dĩ nhiên vạn sự đều tốt nhưng vạn nhất hắn khôi phục tu vi thánh nhân muốn cướp đoạt hắc tháp thì sao lăng hàn hơi do dự một chút liền đồng ý cách làm của tiểu tháp nên có tâm phòng bị người vẫn cẩn thận một chút mới tốt hơn nữa nếu như vô tương thánh nhân không có tàn niệm vậy hậu chiêu này vĩnh viễn sẽ không phát động hoặc theo tu vi của lăng hàn bước vào sáng thế cảnh vậy tự nhiên không cần hắn để ở trong lòng chỉ cần vật liệu đủ, ngừng tụ thân thể ngũ hành liền trở nên hết sức dễ dàng, Lăng Hàn rất nhanh chế tác ra một thân thể, lại lấy lực lượng nào đó trong hắc tháp kích hoạt, bộ thân thể này liền nắm giữ sinh mệnh mẽ cơ. Không có linh hồn, cái này không thể xưng là sinh mệnh, nhưng là vật liệu đoạt xá tốt nhất. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, lại chế tác một bộ thân thể như vậy, đây là chuẩn bị cho Tu La Ma Đế. Tiền bối, đây là thân thể ngũ hành mà tại hạ hứa hẹn cho ngươi. Lăng Hàn nói, đặt bộ thân thể này ở dưới luân hồi thụ, Vô tương thánh nhân biến thành trùm sáng kịch liệt rung động, tuy đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng thời khắc đến chân chính, cho dù thân là thánh nhân cũng tâm dao động, không kiềm chế được. Có điều, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, rất nhanh liền chấn định tâm thần, lóe lên, trùm sáng đi vào trong bộ thân thể này. Đùng, một ngón tay của thân thể ngũ hành hơi nhúc nhích một chút, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, nửa người trên đứng thẳng lên. Hiện tại, đây chính là vô tương thánh nhân. Hắn giơ tay lên, kích động nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Dù cho là thánh nhân, hắn cũng không có năng lực để cho tàn hồn của mình đoạt xá sống lại, hiện tại hắn cảm giác được mình yếu đuối nhưng sinh cơ phồn thịnh. Tuy bộ thân thể này do ngũ hành nguyên tố tạo thành, nhưng không khác biệt gì người phàm, hiện tại vô tương thánh nhân chính là một người bình thường. Nhưng bộ thân thể này nắm giữ khả năng vô hạn, có thể tu luyện tới phá hư cảnh, tinh thần cảnh, thậm chí sáng thế cảnh. Chương 1417, thân thể ngũ hành hơn nữa vô tương thánh nhân hơi suy nghĩ một luồng khí thế hùng mạnh lập tức phun trào ra đây là khí thức của sáng thế cảnh ở trong hắc tháp lang hàn đương nhiên không cần e ngại khí thức của sáng thế cảnh nhưng hắn mẫn cảm phát hiện vô tương thánh nhân kỳ thực là miệng cọp gan thỏ đây quả thật là khí thế của thánh nhân nhưng không có lực sát thương chút nào chỉ có thể dọa người vạn nhất gặp phải trẻ con miệng còn hôi sữa liều mạng ra tay vậy vô tương thánh nhân tất nhiên sẽ bị đánh cho xương mặt xương mũi, lộ ra nguyên hình hết cách rồi Lúc trước vô tương thánh nhân luyện hóa mình, chỉ còn dư lại một đoàn linh hồn thuần túy, hiện tại làm chủ bộ phàm thể này, đương nhiên không có khả năng còn lực lượng của thánh nhân. Nhưng có khí thế như vậy dọa người đã rất tốt, tiền bối, mau chóng khôi phục tu vi đi, lang hàn lưu lại một ít đan dược, lấy sản vật, thần dược ly kỳ của thần giới, đủ để vô tương thánh nhân ở trong thời gian ngắn nhất trở lại sơn hà cảnh, mà sau sơn hà cảnh, vô tương thánh nhân lại có kinh nghiệm tu luyện hoàn chỉnh chỉ cần tích lũy nguyên lực, cảnh giới tất nhiên sẽ bay nhanh. Được rồi, đi thôi, ta, bản tọa, lão phu. Vô tương thánh nhân có chút hưng phấn quá độ, cũng không biết nên tự xưng cái gì. Đi thôi đi thôi, bản tọa muốn bế quan tu luyện, chỉ ít phải tu đến sơn hà cảnh. Lăng Hàn cười cợt, hơi suy nghĩ, gọi tu la ma đế lại. Chủ nhân vĩ đại của ta, ngài triệu hoán tiểu đế có gì phân phó. Tu la ma đế lấy ngữ khí nịnh nọt nhất nói, ánh mắt của hắn phát sáng, chủ nhân đột phá đến tinh thần cảnh, cái này nhanh đến mức khó mà tin nổi chủ nhân càng trâu bò hắn đương nhiên càng có thể cáo mượn oai hùng bởi vậy ở trước mặt lăng hàn hắn bày ra tư thái khiêm tốn nhất lấy lòng lăng hàn thu được tín nhiệm của lăng hàn lăng hàn ném thân thể ngũ hành ra nói sau này đây chính là thân thể của ngươi tu luyện thật tốt tu la ma đế không nói hai lời lập tức làm chủ bộ thân thể này lời của lăng hàn với hắn mà nói chính là khuôn vàng thước ngọc chủ nhân tại sao bộ thân thể này yếu như vậy nhưng hắn lập tức giật mình nguyên tưởng rằng chủ nhân lại cho hắn một thể xác mạnh mẽ nhưng thân thể này yếu đến đáng thương đương nhiên yếu đây là thân thể phàm nhân lang hàn cười nói a à, tu la ma đế tràn đầy kỳ quái lang hàn nói tuy thân thể này không cường đại nhưng nắm giữ sức sống chân chính người lấy thân thể này tu luyện có thể sáng tạo vô cùng tuy tạm thời rất yếu nhưng tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể vượt qua cảnh giới bây giờ của ngươi hơn nữa ngươi là linh hồn ma giới nhưng có thân thể thần giới trời sinh có thể câu thông hai giới, tương lai có khả năng đồng thời nắm giữ quy tắc của hai giới rất lớn, đột phá sáng thế cảnh. Lúc này Tu La Ma Đế mới chợt hiểu, suýt chút nữa khóc giống lên nói. Đa tạ chủ nhân quan tâm, đa tạ chủ nhân bảo vệ, tiểu đế có tài cán gì, lại có thể được chủ nhân ký thác kỳ vọng cao như vậy, tiểu đế nhất định quốc cung tận tụy, chết cũng không từ. Cái này đương nhiên chỉ là nói mà thôi, có mấy phần thật mấy phần giả chỉ có hắn tự mình biết. Trở thành thánh nhân cũng là sự tình cực kỳ gian nan, còn muốn lên một tầng nữa tu la ma đế dĩ nhiên không có tự tin với mình hắn theo đuổi rất đơn giản làm tốt thân phận con chó của lăng hàn sau đó liền có thể cắn người khắp nơi hắn hoàn toàn tự tin cho rằng lăng hàn ở thần giới tất nhiên có thể thành thánh mà nếu tiến vào tiên vực tất nhiên cũng có thể trở thành một phương bá chủ lăng hàn không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng trên mặt không chút biến sắc lạnh lùng nói tu luyện thật tốt nếu ta phát hiện tiến độ của ngươi chậm hơn bên kia ta liền làm thịt ngươi A, à, Tu La Ma Đế phát ra tiếng kêu thảm, phải biết vô tương thánh nhân đã từng là tồn tại sáng thế cảnh, cho dù hiện tại mọi người đều bắt đầu lại từ đầu, nhưng tu vi của đối phương tiến cảnh nhất định sẽ vượt qua hắn. Cái này không phải chết chắc rồi sao? Chủ nhân, hắn đáng thương nói, trên mặt tràn ngập nịnh nọt, có công phu nịnh hót, còn không dành thời gian đi tu luyện. Lam Hàn Hừ nói, Ồ, Tu La Ma Đế không thể làm gì khác hơn là gật gù, chạy đến dưới luân hồi thụ tu luyện. Nên đi tìm ngũ tông tính sổ rồi. Lăng Hàn đi ra bình nguyên, thân hình bay lên, vực sâu ở trước mặt hắn đã không là vấn đề, tà vật phát ra lực hấp kéo đã bị chém xuống, rất nhanh hắn liền đi tới mặt đất. Thời gian đã qua hơn 6 năm, trong lúc này, cũng có đại năng đến tra xét tình huống, thậm chí còn có hai vị thánh nhân đích thân tới, phân biệt là phụ thân của Thạch Hoàng cùng sư phụ của Bắc Hoàng, nhưng bọn họ không có phát hiện dị thường gì. Chỗ cổ quái nằm ở trên chiếc quan tài kia, có điều hiện tại quan tài đã sụp đổ dù cho thánh nhân cũng không thể từ trong đó lấy ra được đầu mối gì. bởi vậy, sau khi nhiều cường giả chết đi, nơi này đã từng náo nhiệt một trận, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. hiện tại, lại trở về tiết tấu bình thường của chiến trường hai giới, giết người, lập công huân, thuận tiện lại kiếm chút giới linh thạch. lang hàn lưỡng thững mà đi, ở đây hắn đã không có đối thủ gì, hằng hà cảnh không ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, ngay cả tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh cao cũng không có vấn đề gì. một đường không nói chuyện hắn trở lại lang nha thành, tính toán công huân, bán ra lượng lớn đan dược, toàn bộ dùng để đổi lấy thần thiết cấp 8. Chỉ là thần thiết cấp 8 thật rất chân quý, người khác đều chỉ cần to bằng lòng bàn tay, lớn lắm là to bằng đầu người liền được, đủ để chế tạo ra bất kỳ thần binh mình muốn. Nhưng lang hàn thì sao? Tiên ma kiếm nuốt chừng đến hoàn toàn không khách khí, có thể nói là lượng lớn. Nuôi đại gia A, cũng còn tốt, hiện tại hắc tháp mở ra tầng thứ 5, ngũ hành đầy đủ, bước đầu hình thành một thế giới, có thể chậm chậm sinh ra lượng lớn vật liệu, chỉ cần cho Lăng Hàn thời gian, hắn vẫn có thể tăng tiên ma kiếm lên tới tiên cấp. Nhưng thời gian này có thể là mấy vạn năm, có thể là mấy trăm triệu năm, ngay cả tiểu tháp cũng không cách nào nói rõ ràng hiện tại hắc tháp đến cùng có thể vận chuyển đến mức nào, bởi vì hắc tháp vẫn ở vào trạng thái trọng thương, còn lâu mới khôi phục lại đỉnh cao. Lăng Hàn không cần quan tâm nhiều, để tiên ma kiếm nuốt chừng hết thảy thần thiết, sau đó hắn đi viếng tử nguyệt thần nữ một chút. Có điều, để hắn kinh hỉ chính là, tử nguyệt thần nữ lại không chết. chương 1418, đến thiên kiếm cung. Hóa ra, lúc trước tử nguyệt thần nữ chỉ đưa ra một tia thần niệm tiến vào lòng đất, tuy đạo thần niệm kia bị phá hủy, làm cho nàng chịu thương tổn nhất định, nhưng so với cường giả hàng hà cảnh khác, kết quả của nàng lại tốt hơn rất nhiều. Lăng Hàn không có tư cách đi bái kiến tử nguyệt thần nữ, sau khi biết được tin tức, hắn cười to ba tiếng, bắt đầu trở về đại xích dương đế triều. Sau khi đột phá tinh thần cảnh, Tốc độ của Lăng Hàn đương nhiên càng thêm nhanh hơn, hơn nữa có thể phi hành để hắn có thể không nhìn địa hình cản trở, càng thêm thích hợp đường dài chạy đi. Chỉ sau 10 ngày, hắn liền đến trước sơn môn của Thiên Kiếm Cung. Trạm thứ nhất lựa chọn Thiên Kiếm Cung, đó là bởi vì đồ đệ của hắn Giang Dược Phong ở đây. Thiên Kiếm Cung, kỳ thực là một tòa thành. Tòa thành này gọi Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Cung chiếm cứ 2 phần 3 khu vực của toàn bộ thành thị, còn lại là thế lực phụ thuộc Thiên Kiếm Cung, tỉ như các loại tử lâu, khách sạn, thanh lâu, Thiên kiếm thành rất lớn, đừng xem thiên kiếm cung chỉ là thế lực nhật nguyệt cảnh, nhưng đại xích dương đế chiều quá lớn, thế lực nhật nguyệt cảnh cũng có thể chiếm cứ địa bàn tương đối lớn, mà ngũ đại tông cách nhau không xa, địa bàn liên kết, góc cạnh tương hỗ. Lăng Hàn cũng không vội, một người đi tới như vậy, tới trước đại môn của thiên kiếm cung. Nói là cửa lớn, nhưng kỳ thực chỉ là một cổng vòm, không có môn hộ, có vẻ phi thường đại khí. Có điều, không cửa cũng không có nghĩa là ai cũng có thể đi vào, ngoài cửa lớn đứng tám tên đệ tử đảm nhiệm môn vệ, mỗi một người tay cầm binh khí, ưỡn ngực hóp bụng, dùng ánh mắt bế ngễ nhìn quét người lui tới, có vẻ cao cao tại thượng. Ở Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm cung chính là thần linh trí cao vô thượng. Tám người này đều là phá hư cảnh, phóng tới tiểu thế giới, này quả thật chính là bố trí hù chết người, đường đường cường giả phá hư cảnh lại thành môn vệ. Nhưng ở thần giới thì quá bình thường, thậm chí cái này còn có vẻ keo kiệt, như đội cận vệ của loạn tinh nữ hoàng là Sơn Hà Cảnh thị vệ trưởng càng là cường giả tinh thần cảnh. Lăng Hàn thu lại khí tức, không có lập tức bộc lộ thân phận cùng hiển lộ sát khí, hắn muốn nhìn Giang Dược Phong phát sinh bao nhiêu biến hóa, có phải là cần thu hồi đạo hạnh của đối phương hay không. Đứng lại, thấy Lăng Hàn đi tới, tám đệ tử đồng thời khiển trách, có điều tuy Lăng Hàn thu lại đại bộ phận khí tức, nhưng đường đường cường giả tinh thần cảnh, dù cho chỉ tiết lộ ra một chút xíu khí tức cũng cực kỳ đáng sợ, để tám tên đệ tử kia không dám lỗ máng, bằng không sớm đã rút ra đao kiếm đối mặt. Lăng Hàn mỉm cười nói, ta muốn gặp Giang Dược Phong, các hạ nhận thức Giang Tổ Sư, một tên đệ tử hỏi, hắn tựa hồ là đứng đầu trong tám người. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, cũng coi như là cố nhân đi, tám tên đệ tử nhất thời lộ ra vẻ kính sợ, Giang Dược Phong chính là thiên tài của Thiên Kiếm Cung, mặc dù là từ tiểu thế giới đến, nhưng chỉ dùng 10.000 năm liền bước vào nhật nguyệt cảnh, trở thành trụ cột vững vàng của Thiên Kiếm Tông. Đây là một cố sự truyền kỳ cùng dốc lòng, khích lệ mỗi một tên đệ tử quyết trí tự cường, nỗ lực trở thành Giang Dược Phong thứ hai. Bởi vậy, Lăng Hàn nói Giang Dược Phong là cố nhân, những đệ tử này đương nhiên liền lộ ra vẻ kính sợ. Xin hỏi các hạ sưng hô như thế nào, để vãn bối bẩm báo Giang Tổ Sư. Đệ tử cầm đầu hỏi, Hàn Lâm, Lăng Hàn cười nói, xin mời các hạ chờ một chút, tên đệ tử kia để bảy người còn lại hảo hảo chiêu đãi Lăng Hàn, mình thì xoay người rời đi, bước nhanh vào trong cung. Nếu như được Giang Tổ Sư thưởng thức, chỉ điểm một hai chiêu công pháp, vậy không phải cơ duyên to lớn sao hắn hùng hục mà chạy bảy người còn lại thì tỏ vẻ ước ao qua một hồi lâu chỉ thấy tên đệ tử kia từ đằng xa chạy lại bên cạnh đi theo một hồng y thiếu nữ xinh đẹp như hoa da rẻ trắng như tuyết mái tóc dài màu đen khoác ở trên vai đôi mắt to lộ ra nhí nha nhí nhảnh hai người đi tới rất nhanh tên đệ tử kia còn chưa kịp giới thiệu hồng y thiếu nữ liền vòng quanh lăng hàn một vòng trên dưới đánh giá nói nghe nói ngươi là cố nhân của cha ta ô đây là con gái của Giang Dược Phong." Lăng Hàn mỉm cười, chiếu nói như vậy, nữ tử này chính là đồ tôn của hắn. "T, nhi tử của hắn vẫn không lớn bằng cô gái này, nhưng hắn lại thành tổ sư gia, có chút khó chịu a." À. Hắn lạnh nhạt nói, "Không sai, nhưng mà, tại sao ta chưa từng nghe cha nói, có một bạn cũ họ Hàn nhỉ?" Thiếu nữ ôm hai tay, vòng tới phía sau Lăng Hàn, sau đó đột nhiên đem đầu dò xét ra. Người có phải là đang nói dối, kỳ thực căn bản không quen biết cha ta không?" Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay gặp lại, vận chuyển ra một thức trưởng pháp. Đây là hắn đã từng truyền cho bốn đồ đệ, chính là hắn từ trong một di tích cổ đoạt được, lúc trước quá trình lấy được cực kỳ gian khổ, bởi vậy năm thầy trò đều bỏ ra tâm lực rất lớn ở trường pháp này, mà trên đời này phỏng chừng cũng chỉ có thầy trò bọn họ biết. Tuy cái này đặt ở thần giới không tính võ ký mạnh mẽ gì, nhưng nếu trong lòng Giang Dược Phong còn có sư phụ như hắn, thì nhất định sẽ truyền cho con gái, cái này đã vượt qua phạm vi võ kỹ, mà là một loại kỷ niệm. Ô, sao người biết Hàn Phong trưởng? Hồng Y thiếu nữ hết sức kinh ngạc, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, cái này đủ để chứng minh ta cùng phụ thân người quen biết chưa? Hồng Y thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh, lại vòng quanh Lăng Hàn một vòng nói, người từ đâu tới đây, tại sao muốn tìm cha ta? Có phải là ở chỗ cũ không sống được nữa không? Ngươi nói coi như đúng đi, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với đồ tôn, hắn còn cảm khái, sao hắn không giống như dáng vẻ của tổ sư gia nhị còn trẻ như vậy, anh Tuấn như thế. Ngươi không thích nói chuyện sao, thiếu nữ không tha thứ nói, ngươi cùng cha ta là làm sao quen biết. Ha ha, Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, không hề trả lời, phát hiện thiếu nữ này có chút khó chơi. Đi theo ta, thiếu nữ nháy mắt một cái, lướt qua một tia sáng đùa dai. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng không để ý chút nào, thực lực bây giờ của hắn đã có thể nghiền ép toàn bộ thiên kiếm cung, Trước thực lực tuyệt đối, thiếu nữ này chơi ra hoa chiêu nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Chương 1419, đại thúc, người rất có thể đánh a. Thiếu nữ xoay người dẫn đường, Lăng Hàn đi theo, cái kia, ta nói đại thúc, người có thể đánh nhau hay không? Thiếu nữ có chút chờ mong hỏi, hẳn là rất tốt a. Lăng Hàn cũng không khiêm tốn, xác thực như vậy, kha kha, đây chính là ngươi nói. Thiếu nữ lướt qua nụ cười giảo hoạt, dẫn Lăng Hàn đi tới trước một tiểu viện nàng hiển nhiên không có ý tốt ngay lập tức một cước đạp lên oanh hai cánh của lớn bị nàng đạp bay hiển nhiên nơi ở của đệ tử thiên kiếm cung không có trận pháp bảo vệ bằng không mặc dù nàng là sơn hà cảnh nhưng muốn đá tung cửa cũng không dễ dàng như thế lang hàn biết thiếu nữ này muốn lấy hắn làm thương sử dụng hắn cũng không có để ở trong lòng tới thiên kiếm cung vốn là muốn đại náo một hồi sau đó giải tán tông môn này nên có làm gì cũng không sao hơn nữa sự tình làm lớn, Giang Dược Phong tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Giang Sảo Linh, là ngươi, chỉ nghe trong viện truyền đến một tiếng gầm lên, ngay sau đó, bảy người hầu như là đồng thời lao tới, mỗi người hung thần ác sát. Giang Sảo Linh tự nhiên chính là hồng y thiếu nữ kia, con gái của Giang Dược Phong. Nàng giả vờ khiếp sợ, lập tức trốn đến phía sau lăng hàn, sau đó thỏ đầu ra nói. Các ngươi muốn bắt nạt bổn cô nương sao? Hừ hừ, đây chính là đại thúc nhà ta, rất biết đánh nhau ha 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 bảy người kia liếc nhìn lăng hàn sau đó cất tiếng cười to có vẻ xem thường lăng hàn thu khí tức nhìn qua cực kỳ phổ thông muốn nói anh tuấn đối với bảy nam nhân có tác dụng gì chứ lại nói hắn cũng không phải anh tuấn đến kinh thiên động địa giang dược phong cũng là mỹ nam tử bằng không sao có thể câu đi tìm quý nữ của thiên kiếm cung đại thúc người xem những người này đều xem thường ngươi ngươi không phải nói đánh rất tốt sao nhanh giáo huấn bọn họ đi giang xảo linh đốt lửa cả hai bên không ngần ngại chút nào xưng lăng hàn một tiếng đại thúc giang xảo linh lăng thiếu là thật yêu thích ngươi hơn nữa các ngươi môn đăng hộ đối một cái là hậu nhân của dương thái tổ một cái khác là hậu nhân của lăng thái tổ tuyệt đối là trời sinh một đôi trong bảy người một người trên đầu quấn khăn màu đỏ nói xin nhờ lăng nhạc phong không biết lớn hơn bổn cô nương bao nhiêu tuổi lúc trước yêu thích mẹ ta muốn cưới mẹ ta hiện tại lại thích ta muốn cưới ta ơ suy nghĩ một chút liền để cả người bổn cô nương nổi ra gà, buồn nôn chết mất. Giang xảo linh giang hai tay, một bộ cực kỳ căm ghét. Coi như cần phải tìm một người gà, bổn cô nương còn không bằng tìm vị đại thúc này. Nàng vẫn không quên kéo cửu hận cho Lăng Hàn, tuyệt đối là cố ý. Các hạ là ai, tên kia nhìn về phía Lăng Hàn hỏi, ta họ nghe, tên dạ dạ. Lăng Hàn thuận miệng nói, lời này vừa nói ra, Giang xảo linh nhất thời phù một tiếng, tay che miệng nhỏ, cười đến nhánh hoa run rẩy đầu óc của hắn không có xoay chuyển nhanh như Giang Sảo Linh. Nghe dạ dạ, sau khi nói thầm mấy câu, mới nghe người bên cạnh nhắc nhở. Bảo ca, hắn đang chiếm tiện nghi của ngươi, nói ra ra ngươi. Được, tên này lập tức nhảy lên, giận dữ nhìn Lăng Hàn. Ngươi là sống thiếu kiên nhẫn, ngay cả món hời của ta cũng dám chiếm. Hả, ngươi rất lợi hại sao? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Không lợi hại, không lợi hại một chút nào. Giang xảo linh vội vàng nói, hắn chỉ là một con chó của lăng nhạc phong, tu vi sơn hà cảnh trung cực vị, đại thúc, ngươi sẽ không ngay cả cặn bã như vậy cũng đánh không lại chứ. Vạn nhất đánh không lại thì làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi liền thảm. Bởi vì bổn cô nương chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh, căn bản cứu không được ngươi. Giang xảo linh le lưỡi nói, ngươi liền tận lực che mặt đi, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám đánh chết ngươi. Chuyện này, quả nhiên là con gái của Giang Dược Phong A, chuyện thứ nhất khi bị đánh chính là che mặt lăng hàn rất không nói gì lắc lắc đầu nói ta không có thói quen cho người đánh đúng dịp bổn cô nương cũng không có xem ra chúng ta rất hợp nhau giang xảo linh hất tay của lăng hàn hừ vậy ta liền đánh mặt tên này nhanh chân cướp ra đấm về phía lăng hàn đánh thẳng mặt lăng hàn lui một bước soạt cú đấm này nhất thời đánh hụt mà hắn thì nhẹ nhàng dùng chân câu một cái đùng nam tử đội khăn nhất thời ngã lên đất một cước này dùng sức cực kỳ diệu mượn lực lượng gia quyền của nam tử đội khăn hóa thành lực trùng kích tàn nhẫn va chạm nam tử đội khăn liền ngã chặt chẽ vững vàng bảo ca sáu người khác vội vã đi đỡ nam tử đội khăn chỉ thấy tên này đầy mặt vết máu hóa ra thời điểm hai cái răng cửa đụng vào mặt đất bị tảng đá cứng rắn chân nát thứ nhất là lực lượng va chạm của hắn quá mạnh thứ hai là hắn căn bản không có vận chuyển nguyên lực hộ thân bằng không sẽ không đến nỗi thê thảm như thế ơ ờ, lần này bị làm mất mặt giang xảo linh lập tức vỗ tay sau đó nói với Lăng Hàn. Đại thúc, người thật lợi hại, nhưng Lăng Hàn nhún vai nói, không quan hệ gì tới ta, ta không có đánh người. Bảy người kia cũng giận tím mặt, cái này còn nói không có quan hệ với ngươi, ngươi không đưa chân gạt, nam tử đội khăn sẽ như thế sao? Cùng tiến lên cho ta, nam tử đội khăn thẹn quá thành giận, vung tay lên, trước tiên liền nhầm về phía lăng hàn. Bảy người cũng hung thần ác sát, không có bởi vì nam tử đội khăn trước chịu thiệt mà kiêng kỵ lăng hàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, kia là nam tử đội khăn bất cẩn, mới sẽ bị lăng hàn gạt ngã. Giang xảo linh đương nhiên không thể cho mình bị cuốn vào, vội vã bỏ chạy, vừa nói. Đại thúc, cố lên, cố lên, soạt soạt soạt, quyền phong, trưởng phong, kiếm khí, đao khí, bảy người có người dùng song quyền, song trưởng, có người thì dùng đao hoặc kiếm, hình thành tư thế vây công. Lăng hàn chắp hai tay sau lưng, dưới chân dịch bước, ở trong công kích của bảy người thành thạo điêu luyện. Không chỉ như vậy, hắn còn thông qua dịch vị có ý dẫn dắt bảy người đánh tới đối phương nhất thời bảy người hô to gọi nhỏ có vẻ cực kỳ hỗn loạn bảy tên sơn hà cảnh liên thủ cuồng oanh loạn tạc lăng hàn nhưng lăng hàn chỉ thông qua bước chân na di liền để bảy người này công kích rối loạn không ngừng đánh nhau trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh khá là náo nhiệt giang xảo linh không khỏi kinh ngạc muốn nói vận khí của lăng hàn tốt vậy cũng không thể hết lần này đến lần khác va vào vận khí nhưng muốn nói thực lực của lăng hàn mạnh mẽ nàng lại không tin